Di Đà Phật. Trước hết, chúng con xin mạn phép thay mặt toàn thể đại chúng có mặt tại hội trường An Hòa ngày hôm nay, trân trọng chúng con xin kính chào Thầy. Thưa quý Phật tử, nhân chuyến công du Hoàng Pháp, tiểu bang Texas, Thầy Thích Minh Tâm đến từ thành phố Sydney, Australia, đã hoan hỷ dành chút thời giờ để đến thăm chùa Linh Sơn Austin và sẽ chia sẻ Phật Pháp với Phật tử liên quan đến các pháp môn tu tập như tịnh độ và thiền quán. Dạ, con xin kính mời Thầy. Di Đà Phật, xin thành kính tri ân quý vị. Đặc biệt chúng tôi xin tri ân viên chủ trì và ban trị sự của chùa Linh Sơn Austin đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi có cái duyên lành để cùng gặp quý vị ngày hôm nay. Trước khi chúng ta đi vào cái thời pháp thoại như thường lệ, chúng tôi xin kính mời quý vị chúng ta cứ ngồi xuống, chắp tay để chúng ta niệm Phật ba lần cho nó thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Trước khi chúng ta bắt đầu vào cái buổi pháp thoại, chúng ta cũng nên đặt ra một vài cái quy luật riêng để chúng ta sinh hoạt ngày hôm nay. Thứ nhất là cố gắng làm sao quý vị hạn chế vấn đề điện thoại. Đang nói chuyện với quý vị bị điện thoại nó sẽ phân tâm. Chúng tôi nói chúng ta phải kiểm tra lại. Đấy, mình nói là có rồi đó. Thứ nhì nữa là trong lúc mà chúng tôi trình bày với quý vị thì chúng ta hãy tạo với nhau một cái quy luật là cứ thoải mái. Nếu quý vị thấy cái chỗ nào mà không được rõ lắm hoặc là cần phải giải thích rõ ràng, quý vị cứ việc giơ tay lên và chúng tôi sẽ ngưng để giải thích. Có nhiều khi chúng ta cố gắng chờ đợi cho tới cuối đó, nó quên. Phải không quý vị? Dạ, dạ phải. Thành thử ra cứ thoải mái. Và trong cách xưng hô á, thì chúng tôi cũng đề nghị là chúng ta coi nhau như là một cái trường làng. Thì ông thầy là ông thầy giáo trường làng, quý vị là học trò. Đừng có xây xưng cung kính quá mà nó đâm ra tòng. Tại sao quý vị biết không? Tại vì quý vị đều là Phật. Mỗi người đều có Phật tánh hết. Mà Phật tánh thì bình đẳng, đâu có cái gì mà phải đáng lẽ ra chúng tôi phải cung kính quý vị, tại vì quý vị là những vị Phật sắp thành, còn chúng tôi đang đi tu rồi, hai cái nó khác nhau lắm, phải không quý vị? Nào, thế thì bây giờ bắt đầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái đề tài là trong sông đổ về biển. Tại vì thực sự ra chúng tôi cũng không có dự trù, không biết trên đạo tràng này là hột xoàn hay là vàng 24 carat hay cỡ nào. Thành thử ra nói khó quá thì một số quý vị nói thôi cứ lên đi. Thì chúng tôi cũng biết là đi vào hang cọp thì cũng liều mạng, đi vào rồi không biết còn sống sót không, nhưng mà cứ đi. Thế thì không có đề tài. Tới nơi mà hồi nãy nói chuyện với mấy bác nói ở đây tu, người ta tu tịnh độ rồi tu thiền. Rồi lại thấy ở trên bảng có cái thông báo của một vị Rinpoche đó, sắp sửa giảng ở đây. Thì chúng tôi trước khi chúng tôi hỏi quý vị ở đây có bao nhiêu người tu tịnh độ, giơ tay lên cho mình biết. Hai, ba, bốn, năm. Có ai tu thiền? Một, hai tu mật tông, không, còn lại đa số là đi tới chùa vì vui,
cũng không có tình đo, không có thiền mà cũng không có mật, thì chắc là phải là đặc biệt đó. Phải là chiếm đa số mà quý vị. Chính vì vậy cho nên chúng tôi mới chọn cái đề tài là trăm sông đổ về biển. Giờ trước khi chúng ta làm việc, chúng tôi hỏi quý vị một câu nha. Lúc mà quý vị mới sanh ra, mới chào lòng, mới lọt ra bên ngoài, thì quý vị có nhớ không, quý vị là khóc, khóc dữ lắm, khóc oe. Trong khi đó là chú bác anh chị em, rồi cha mẹ bà con ông nội ngoại đã đứng xung quanh cười. Con gái thì nó ô con nhỏ này ra xinh quá, và nếu con trai nó ô cái thằng boy này nó ra xinh quá, nó thích lắm. Mà trong khi là mình khóc e que, khóc muốn chết, phải không? Mà trong khi mọi người cười, có phải không quý vị? Đúng không? Đúng rồi. Sao quý vị biết? Sao quý vị biết? Thấy cái gì? Thấy của quý vị, phải không? Thấy cái lúc mà quý vị sanh ra. Không, thấy lúc mà mình cười đó, rồi mấy đứa nhỏ nó sanh ra. Không, thấy là thấy cái lúc mà mấy đứa nhỏ sanh ra. Chứ các bác có thấy chính các bác không? Không. Thế tại sao hồi nãy chúng tôi hỏi các bác là cái lúc các bác sanh ra, chính các bác khóc và người ta cười, hỏi biết không các bác mới biết? Biết. Nghe cả. Lấy cái lý do nào mà các bác nói là biết? Tức là nghe người ta nói, thứ nhất. Thứ nhì, quan sát, thấy trong quá khứ con cháu mình nó cũng khóc rồi mình đứng mình cười. Rồi từ đó mình suy đoán ra là hồi đó mình cũng thế. Phải không quý vị? Nhưng mà thực sự mình có biết chắc chắn là lúc đó mình khóc hay cười không? Không biết. Đâu có ai biết đâu. Phải không quý vị? Cũng như thế. Ở trong kinh sách đó có nhiều khi nói những cái điều này điều kia, chúng ta vẫn tin. Nhưng mà chúng ta hỏi biết không? Không biết. Cũng như cái chuyện chúng tôi mới nói với quý vị, liên hệ ngay với quý vị này, trong đời sống của quý vị này, là lúc quý vị sanh ra, quý vị khóc, còn cha mẹ chú bác anh chị em cười, hỏi quý vị biết không? Ai cũng nói biết hết trơn. Thế thì cái biết nó từ đâu mà có? Cái biết là do cái sự suy luận từ cái tập quán, thói quen, đám đông, sách vở, phim ảnh, hoặc là những cái thông tin mà người ta nói cho mình nghe. Chứ chính bản thân mình, cái kinh nghiệm thực tế của mình quên mất tiêu rồi. Có ai còn nhớ hồi lúc mình mới đẻ ra mình khóc hay cười không? Chắc chắn trong này có một vài vị lúc sinh ra có cười đấy, nhưng mà quên rồi. Cho nên bây giờ thấy người ta ai cũng khóc thì cũng chắc hồi đó tôi cũng khóc. Chưa chắc mà, phải không? Có những điều chúng ta không biết, không thấy được, nhưng mà chúng ta vẫn tin. À quý vị, đó là rõ ràng cái gì? Thế thì kinh sách cũng vậy, nói rằng có Đức Phật A Di Đà ở cõi cực lạc. Trong này có vị nào đã đi về cõi cực lạc chưa? Chưa. Mà hỏi vậy chứ muốn về cõi cực lạc không? Ai cũng muốn về. Ai cũng giơ tay. Sao lạ vậy? Không biết cõi đó là nó như thế nào, sướng hay khổ, mà cũng đòi về. Thì có phải là chúng ta giống như cái chuyện hồi nãy không biết mà vẫn tin là không? Yeah. Nhưng mà hỏi thiệt chứ quý vị, lỡ cái cõi cực lạc ở trên nó buồn quá rồi thì sao? Muốn xuống đây trở lại không xuống được đâu đó. Xa quá. Không phải, thí dụ như quý vị hồi xưa ở Pleiku, Kon Tum, ở Rạch Giá, ở với bà con chòm xóm, nhà nghèo, không? Chung quanh á, rau muối, rau đắng này kia lấy ở ngoài đồng á, đem về nấu canh ăn rất là ngon. Bây giờ cháu mình ở đó, nó kêu á, dì ơi, dì ở bên Austin, bên Mỹ, dì về đây ăn một bữa cháu gà với con. Nói thôi, tao gửi tiền cho mày ăn 10 con gà luôn, chứ tao không có về đâu. Phải vậy không quý vị? Giống y như vậy. Nghe nói cực lạc mà chúng ta đâu có biết cực lạc nó như thế nào. Thế thì ở trong Kinh A Di Đà ấy, cõi phương Tây, cách đây 10 muôn vạn quốc độ, có một cõi tên là cõi cực lạc. Ở nơi ấy có Đức Phật A Di Đà.
Mà nếu cái người nào muốn về cõi đó thì sao? Có một cái điều kiện này. Nó mang cái điều kiện gì không? Niệm Phật. Nhất tâm bất loạn. Niệm Phật mà nhất tâm bất loạn thì ngay lập tức vãng sanh Cực Lạc. Kinh nói rất rõ vậy. Tức là không phải là đợi tới chết mới vãng sanh đâu. Ngay lúc sống mà nếu niệm Phật mà nhất tâm bất loạn thì vãng sanh về Cực Lạc. Đố quý vị về chưa, ở trong cái những cái người còn sống đó, hiện giờ chư tăng cũng như cư sĩ đó, có ai mà đã vãng sanh Cực Lạc trong lúc còn sống? Có chính xác. Sao bạn biết? Nghe nói không? Giống như chuyện hồi nãy phải không? Có. Và người ta đã xác minh rõ ràng, tức là những vị đó tu hành đàng hoàng, không có bao giờ nói láo. Thứ nhất là Ngài Lý Bình Nam, thứ nhì là Hòa Thượng Tịnh Không, thứ ba đó là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh mà dịch kinh sách đó, Ngài đi vào nó, Ngài ở trong đó, rồi cái lúc nào có việc gì thì Ngài đi ra thôi. Cõi Cực Lạc là cái nơi không có sự khổ, nơi không có sự buồn vui, không có sự giấy động của cái vọng tâm điên đảo. Nơi sáu căn đã thanh tịnh rồi, nhìn mà không dính mắt, nghe mà không dính mắt, mỗi người mà không dính mắt, tâm rất là thanh tịnh, thì ở nơi ấy là đâu cần niệm nữa. Nói một niệm mà nhất tâm bất loạn thì là nói vậy để cho cố gắng thôi. Nói 7 ngày, 8 ngày, 3 ngày, rồi 1 ngày, rồi cho đến cuối cùng nói một niệm thôi mà nhất tâm bất loạn thì là nói để cho hiểu rằng là cứ cố gắng đi. Giống như đào giếng á, chúng ta đào mãi nó tới nước, đào nửa chừng á chán quá nó không đào nữa, nó không có nước, có vậy thôi. Chứ còn thật sự ra hễ còn niệm thì còn vọng, còn niệm thì còn vọng, chứ làm sao mà nói là một niệm mà nhất tâm bất loạn được. Chỉ ở trong kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đà thì nói rất rõ, ở nơi một niệm không sanh thì trí tuệ phát sanh. Tức là ở nơi cái niệm mà không niệm á, gọi là niệm Phật Ba La Mật. Niệm mà không niệm, tức là không còn vọng tưởng tới Phật nữa, tâm ở hoàn toàn trống vắng, thanh tịnh, thì ở chỗ ấy mới vào được cái cõi Cực Lạc. Cõi Cực Lạc ở chỗ hoàn toàn thanh tịnh, một niệm không sanh. Một niệm không sanh. Thế thì Ngài Lục Tổ Huệ Năng giải thích kê mà cõi Cực Lạc cách đây 10 muôn vạn quốc độ. Khi có một sư cô tới hỏi Ngài Tổ Huệ Năng, nói chứ xa như thế làm sao đến. Cõi Cực Lạc cách đây 10 muôn vạn quốc độ thì làm sao đến được. Thì Ngài Huệ Năng mới giải thích như thế này. 10 muôn vạn quốc độ tức là làm 10 điều thiện và buông 10 điều ác. Làm 10 điều thiện mà buông 10 điều ác, luôn luôn thân khẩu ý đều thanh tịnh thì tới Tây Phương Cực Lạc rồi, đâu có xa đâu. Tây Phương Cực Lạc hiện tiền ở nơi giữ giới thập thiện. Bây giờ thú thiệt các bác, chứ năm cái giới của người cư sĩ có ai đảm bảo là mình giữ được hết không? Có ai giữ được vô tay lên coi, lắc đầu hết trơn. Sao các bác không hỏi lại thầy đi, hỏi vậy chứ thầy có 4 cái giới thôi, cư sĩ tới 5, phải không? Quý thầy có 4 à, hỏi chứ quý thầy có giữ được không? 4 giới trọng thôi, còn mấy giới kia nhỏ nhỏ ăn thua gì phải không? Sám hối hết. 4 giới trọng là giới phải cởi áo này ra. 4 giới là gì? Đạo, sát, dâm, vọng. Đạo là trộm cắp, sát là sát sanh, dâm là từ trong ý dâm cũng kẹt, vọng là vọng ngữ chưa chứng đắc mà nói chứng đắc. Có 4 cái đó gọi là tứ trọng. Phật nói nếu người nào, tăng nào, ni nào mà phạm 4 cái giới đó thì phải cởi áo ra đi chỗ khác, đi lên rừng tu, chứ còn không có ở chung với tăng được. Tại sao vậy? Tại vì trong kinh Nikaya nói rất rõ, biển cả không chứa tử thi. Biển cả không chứa tử thi, ở nơi tăng đoàn thanh tịnh thì không thể nào chứa một cái sự ô nhiễm. Cho nên nếu người nào đã lỡ phạm rồi thì không có nghĩa là không tu được, vẫn tu được, nhưng mà không cho ở chung, đi chỗ khác, lên rừng tu. Thế thì quý vị thấy thầy giữ có 4 à, quý vị giữ tới 5, nó công bình không? Không công bình chút nào hết, phải không? Cư sĩ còn nặng nề hơn.
hơn quý thầy nữa. Quý thầy chỉ có bốn lần đọc sách trong vòng, quý vị giữ tới năm. Nhưng mà bây giờ hỏi vậy chứ có ai giữ được không? Thân khẩu ý, bây giờ nói giới sát nè, ý không sát. Thấy con muỗi nó, tối nó quay nó chích mình cái, nó chích một lần đó thì nhớ tới lời Phật dạy, nói thôi mình không có sát sanh. Nó chích lần thứ nhì đó, nhớ tới lời thầy Minh Tâm, nó sát sanh đó, mà coi chừng bị đọa địa ngục. Ý cũng có nữa, nói thôi kệ, thổi cho nó bay đi, phải không? Thổi thổi bay. Nhưng mà nó chích tới lần thứ ba làm sao? Rõ ràng phải không quý vị? Thế thì cái mà cái hành động của mình á, khi mình giơ tay lên mình đập là cái hành động có tác ý. Một hành động có tác ý, mà ý đó là ý ác, ý nhuế, nó do cái vật, nó do sự ích kỷ. Sao mình không để cho con muỗi nó cắn chút xíu nó cũng đói vậy nhỉ? À, quý vị không, có không khi, chịu được. Có khi ngứa mình gãi trúng nó chết. Ngứa gãi trúng thì không nói chi, nhưng mà đó thấy nó ngứa cái bụng mình nó đập thì cái đó là sân. Hôm qua thiệt đó. Cái sân nó rất là vi tế, có khi á nó thể hiện ra bằng cái nóng giận, mà có khi á nó thể hiện ra cái ngầm ngầm cũng là vi tế. Thế thì chúng ta thấy thân khẩu ý không được thanh tịnh trong cái giới sát. Hằng ngày chúng ta bước ra để cái ly sữa ở trên cái bếp, chưa kịp uống nghe điện thoại, quay trở vào thấy kiến đen nó bu lên hết trơn, nổi tức lên mắng mấy con kiến, còn chưa đâu có bị, còn nấu nước sôi kiếm chuyện. Thế thì cái đó là cái gì? Cái đó là sát, phải không? Ý sát. Mà ý sát đó thì phạm giới rồi, chỉ cần ý thôi. Tại sao chúng tôi nói ý rất quan trọng? Ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Thế Tôn nói chúng sanh vào trong sanh tử luân hồi vì bởi nghiệp. Nghiệp dẫn chúng sanh vào sanh tử luân hồi, không có cái gì khác hết, chỉ có nghiệp thôi. Nghiệp dẫn chúng sanh trong sanh tử luân hồi. Kinh Nikaya, Kinh Pháp Cú đều nói rất rõ. Thế câu hỏi kế tiếp của chúng ta là vậy cái gì tạo ra nghiệp? Nên biết một dịch đó nhé. Cái gì tạo ra nghiệp? Chúng sanh tạo ra nghiệp, rồi nghiệp dẫn chúng sanh trong sanh tử luân hồi. Mình đẻ nó ra rồi nó dẫn mình vào trong sanh tử luân hồi, thấy chưa? Cho nên á, chúng ta thường thường chúng ta rất là hoan hỷ tạo nghiệp. Phạm nhân thì tạo nhân, phải không? Mà không sợ quả. Phạm nhân thích tạo nhân lắm mà không sợ quả. Tới chừng quả ra rồi thì khóc, phải không? À, tục ngữ Việt Nam có cái câu gì nè? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phải không? Thấy quan tài đã đổ lệ muộn rồi. Cho nên á, phạm nhân á, là thường thường sợ quả, mà Bồ Tát á, thì sợ nhân. Bồ Tát không dám gieo, còn phạm nhân thì cứ gieo đi, tới chừng quả thì bắt đầu làm gì quý vị biết không? Mua chuối mua xôi đi lên cúng Phật, cúng Phật Quan Âm, nó con khổ quá, cứu con. Cái lúc tạo nhân thì không sợ, mà tới lúc có quả thì mới sợ. Là thế thì quý vị thấy cái pháp môn niệm Phật đó là không phải đợi có việc rồi mình mới niệm. Tại vì nếu có việc nó xảy ra, hiện tượng xảy ra, hành động xảy ra thì cái đó tạo ra nghiệp. Đức Thế Tôn đã nói trong Kinh Nikaya rất rõ, nghiệp là một hành động có tác ý được lặp đi lặp lại nhiều lần. Tức là mình làm theo thói quen, nó thành tập khí rồi nó quân tập rồi nó mới dẫn mình vào trong sanh tử luân hồi. Thế nên nó đầu tiên là mình có tác ý, rồi có cái hành động, rồi lặp đi lặp lại ba điều kiện. Hàng ngày chúng ta ăn cơm, chúng ta ăn quen, nấu như thế, ăn như thế. Cho nên khi chết á, mà nếu con cái nó nấu đồ ăn mà nhầm cái thứ mình không muốn, hồi đó mình ưa thích ăn là heo quay, rồi tới chừng nấu cúng á, các thầy nói nấu chay đi, đem rau lên, hết cơm nó không ăn. Có khi nào quý vị cúng mà quý vị thấy bị hết chưa? Chúng tôi thấy rồi đó, gió thổi hết lên cái tung lên thì không chịu ăn. Tại vì từ nhỏ tới lớn ăn thịt heo quay, gà quay quen rồi. Bây giờ tự nhiên con cái nó tới cái ngày nó cúng thất, mỗi thất nó đem lên thì quý thầy nói cúng thì nấu đồ chay, không chịu ăn. Rồi có khi hiện hồn về báo cho con cái
Mấy báo thức ăn gà quay mà tụi bay cứ đưa ba cái rau, ba cái cỏ. Có ông còn nói với con chứ, nói với con cái, tao không phải là thỏ đâu mà mày cứ cho tao ăn rau hoài. Nó lên nó khiếu nại chúng tôi, nó nói thầy ơi, bố con hiện về, bố con đi, ông phải thỏ, cứ cúng rau hoài. Bực mình lắm. Thế thì cái đó, cái gì mà làm cho cái người sống cho tới lúc chết vẫn còn ấm ức về cái món ăn? Có phải là cái nghiệp không? Một cái hành động có tác ý được lặp đi lặp lại nhiều lần, sinh ra cảm thọ, từ thọ rồi tưởng, cho nên nó cứ nghĩ tới cái món ăn đó hoài, tưởng rồi hành, cho nên nấu ăn nó ghi vào trong cái thức, cái thức thì nó mới, cái ngũ quẩn nó mới đánh lừa mình được, sắc thọ tưởng hành thức nó mới đánh lừa mình được. Thế thì chúng ta quan tâm niệm Phật cũng vậy. Nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta đợi có việc mới niệm thì cái việc nó do nơi sáu căn thì lập tức nó sanh ra thức, phải không? Sáu căn va chạm với sáu trần luôn luôn sanh ra sáu thức. Khi bực bội hay là chướng ngại, lúc bây giờ chúng ta mới niệm Phật thì cái niệm Phật đó đã trễ rồi. Tại vì cái mạt na thức nó đã phân chia, phân tích là đúng sai, thương ghét, buồn vui, nó làm đủ mọi thứ rồi, nó bỏ trong a lại gia thức rồi. Cho nên á, chúng ta một lúc chúng ta nhét hai thứ vào trong cái a lại gia thức, một cái niệm thiện, cái niệm ác. Cái niệm thiện là niệm Phật, mà cái niệm ác là cái phân tách của cái căn trần giao hòa với thức. Gặp cái việc gì bất mãn thì lập tức cái mặt na thức, tức là cái thức thứ bảy, nó phân chia chia trẻ lên rồi nó bỏ vào trong a lại gia thức. Và vì như vậy thì chúng ta càng làm rối thêm. Một bên có thiện, bên có ác, cứ có thiện có ác. Thế thì bây giờ làm sao chúng ta tu? Tu đâu có nhận thêm hả quý vị? Đạo Phật là đạo gì? Đạo xả, buông. Đức Thế Tôn nó buông bỏ ngai vàng điện ngọc, buông bỏ mái tóc, buông bỏ vợ đẹp con khôn, buông bỏ hết tất cả đi đi tìm chân lý. Còn lần này mình lấy lúc hai cái vô mà mình nói niệm Phật là giải thoát làm sao được? Hai cái phải không? Một cái phước, một cái ác là hai cái đều kẹt. Bởi vậy cho nên trong pháp môn niệm Phật Ba La Mật đó, các vị tổ đều khuyên niệm Phật liên tục, không ngưng nghỉ. Niệm trước khi việc xảy ra, chứ không phải đợi có việc xảy ra rồi mới A Di Đà Phật, nó trễ rồi. Phải niệm trước, tức là ngăn ngừa, không để cho con mắt nhìn mà khởi tạc ý, tai nghe không tạc ý nữa. Thì ngay cái lúc mà nghe mà nó nghe như không nghe thì nó không có tạc ý. Mà không tác ý thì không tạo nghiệp, không tạo nghiệp thì không sanh tử luân hồi. Cho nên pháp môn niệm Phật rất là thù thắng ở cái chỗ này nè, thế là dứt khoát không còn sanh tử luân hồi nữa. Nhưng mà phải niệm liên tục không ngưng nghỉ. Bây giờ trong đây có bao nhiêu bác mà niệm Phật mà không ngưng nghỉ đâu, giơ tay lên coi rồi. Không có ai hết trơn. Coi như là rồi, tới Tây Ninh chứ đâu có tới Tây Phương được, phải không? Cũng như thế, pháp môn thiền là gì? Pháp môn thiền đó là cái pháp môn nó dẹp trừ cái, đầu tiên là phải dẹp trừ cái vọng tưởng. Dẹp trừ cái vọng tưởng bằng cách là tìm cái mấu chốt của nó là định. Tất cả đều phải đi tới chỗ định. Phương thức nào cũng được, Vipassana, thiền tử quy, thiền tử quán, cái gì muốn làm gì làm, điều thân, thiền hơi thở. Nhưng mà cuối cùng cũng phải định. Định tức là không còn lăng xăng. Mà muốn còn lăng xăng thì sao quý vị? Có phải là mình hễ mỗi lần nó lăng xăng cái mình đè nó xuống, giống như là cái con gián mỗi lần nó chạy tới cái mình đè nó xuống không? Đâu có được, nó lăng xăng càng lăng xăng dữ nữa. Ở trong thiền nó có cái thuật ngữ gọi là tiền trần thanh tịnh. Tức là mình tưởng rằng là mình đã dẹp được cái vọng, nhưng mà không phải. Mình đã lấy cái ý chí của mình đè cái vọng xuống. Khi nó khởi lên cái mình đè nó xuống. Khi cái vọng lên ưa thích hay buồn ghét một cái gì đó thì lập tức mình lấy cái ý chí của mình để mình đè. Nhưng mà hỏi nhỏ quý vị vậy chứ, cái ý chí từ đâu ra? Từ mình, phải không? Tức là lập tức có ngã nè. Ý chí đó là ngã sở nè, cái của tôi nè. Mà lấy cái tôi và cái của tôi để đè cái bên ngoài nữa thì cái đó vẫn chơi à, không làm được. Phải không quý vị? Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn hỏi ngài A Nan rất rõ. Mà kinh Thủ Lăng Nghiêm là cái cốt lõi của thiền. Những người nào tu thiền đều phải biết kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tại vì kinh Thủ Lăng Nghiêm là chỉ thẳng lên cái tâm.
của người hành giả. Người tu, Đức Thế Tôn nói rất rõ ở trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, người tu Phật mà không thấy được cái tâm hay cái tánh của mình giống như lấy cát sỏi mà mong nấu thành cơm, không bao giờ được. Lạy Phật thì được phước, yên kinh thì được thông minh, đi giảng pháp như thầy Minh Tâm thì được phước, nhưng mà không thấy được cái tâm tánh của mình thì sanh tử luân hồi, không bao giờ ra khỏi. Thế làm sao để thấy được cái tâm tánh của mình, cái tâm hay cái tánh của mình, cái tánh chân thật của mình, cái tánh biết của mình? Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rất rõ. Nói cái gì thì nói, Đức Thế Tôn hỏi Ngài A Nan 7 lần vấn Phật, rồi nói cái tâm ở đâu, cái mắt ở đâu, nhưng mà rốt cuộc Ngài kết luận như thế này: cũng từng đến 6 căn mà chúng sanh trôi nổi trong 3 cõi 6 đường, cũng từng đến 6 căn chư Phật sanh ra được giúp và thành tựu. Thế thì 6 căn là cái gì? 6 căn là mắt, tai, mũi, và quý vị, cũng từ nơi 6 cái đó mà chúng sanh trôi nổi trong 3 cõi 6 đường. Nó lăn trôi hoài. Tại sao vậy? Con mắt nhìn là ưa thích. Mà ưa thích rồi thì dầu có ngồi kiết già, ngồi có thiền mà nhắm mắt lại liêm riêng hay chăng nữa thì vẫn thấy. Nhắm mắt thấy ngay Vũng Tàu phải không? Nhắm mắt thấy Hà Nội phải không? Nhắm mắt thấy New York phải không? Ở đây có bao nhiêu bác đi casino? Có ai đi không? Có ai đã từng đi casino chưa? Nhắm mắt thấy casino ngay. Đi Las Vegas gì đó, phải không? Thấy ngay cái gì? Mà nhất là trong đó nó có nhiều cái tuồng xiềng đó phải không? Xem trên đi internet đó, thấy nhiều cái tuồng xiềng hay lắm. Nhắm mắt là thấy, thấy ngay. Ở trong khoa học á, nó có một ông nhà bác học người Nga Xô, tên ông là Palou. Ông làm cái thí nghiệm như thế này. Ông lấy con chó, xong cái ông cho nó ăn, ông lắc cái chuông. Mỗi lần ông cho nó ăn thì ông lắc cái chuông. Cuối cùng ông không cho ăn nhưng mà ông lắc cái chuông. Thì ông đục thủng cái bụng nó, đưa ra cái chai. Ông xem, mỗi lần ông ăn á, cho nó ăn, ông lắc cái chuông thì nó tiết dịch bị. Để nó, cái bao tử nó tiết dịch bị. Rồi tới chừng không cho ăn á, ông lắc cái chuông, cái dịch bị vẫn tiết ra giống như vậy. Cái số lượng của cái dịch chua ở trong bao tử đó tiết ra giống như là cái lúc nó có ăn. Thế thì cái gì làm cho nó tiết ra cái dịch vị như vậy? Cái chất chua đó, cái tưởng. Cái tưởng đó do cái ký ức nó đã được thâu nhập từ huân tập từ nơi sáu căn. Nó thuần thục rồi, cho nên mỗi lần nghe chuông cái là nó tưởng, cho nên nó mới tiết ra. Bây giờ ở trong đạo tràng này đó, các bác có người nào ăn me chua ngào đường chưa? Có rồi phải không? Bây giờ nhắc tới nghe me chua ngào đường không có ăn nhưng mà coi chừng có chảy nước miếng chút mình phải không? Cái đó là cái gì? Nó tưởng. Rồi bây giờ chưa đâu. Cái nói me chua ngào đường thì nó chưa có hấp dẫn. Nam nữ đó, nó khoái cái món đó. Mà nếu bây giờ nói tới cái nó tưởng tượng, cái tự nhiên cái người nó rào rực, nó nóng lên phải không? Cái gì vậy? Cái tưởng. Thế Ngài A Nan ở trong Kinh Nikaya mới hỏi với Đức Thế Tôn vậy chứ, cái dâm nó từ đâu mà ra? Trong Kinh Nikaya có nói rất rõ. Đức Thế Tôn nói con nít mới sinh ra nó đã có cái dâm. Cái Ngài A Nan mới hỏi vậy chứ, ủa tại sao nếu con nít mới sinh ra đã có cái dâm thì sao không thấy? Đứa con nít 2-3 tuổi để dục con trai con gái chơi với nhau trong cái bồn nước, nó tắm nó vẫn chơi, nó bây giờ biết gì đâu. Thế tại sao người lớn mới có nhiều chuyện vậy? Thế Đức Phật mới giải thích như thế này: chúng sanh là sản phẩm của sự dâm dục của cha mẹ, cho nên ngay từ lúc mới sanh ra đã mang cái tính dâm, nhưng nó chưa đủ duyên, cho nên nó chưa bùng lên. Thế đủ duyên nó bùng. Thế thì tu là gì? Tu là chuyển nghiệp, tức là chuyển cái duyên đó. Nếu người nào biết thì chuyển cái duyên đó. Duyên là những điều kiện cần thiết, ắt có và đủ để chuyển hóa từ cái nhân sang cái quả. Từ nhân sang quả phải có duyên. Bây giờ quý vị bỏ một cái hạt giống xuống dưới đất, quý vị phải bỏ nước, tưới nước này, bón phân này, phải chăm sóc này, không có sâu nó ăn này.
Bây giờ nếu mà cứ để trên mặt đất này mà không tưới nước nữa, cái hạt giống nó khô queo đi chứ phải không? Nhất là để ngay xi măng làm sao nó lên được. Cho nên duyên là những điều kiện cần thiết để cho nhân trưởng thành ra quả. Nếu ta đoạn duyên, tức là những cái nhân ác mà từ trong tiền kiếp ta làm, lỡ làm rồi bây giờ đâu có sửa lại được. Trong tiền kiếp mình đã lỡ tạo nhân ác, thì kiếp này tiếp tục tạo duyên lành. Không tạo duyên ác, coi như là đoạn hẳn duyên ác mà luôn làm duyên lành, thì đương nhiên cái quả mà quả ác nó khó trổ lắm. Nó đã có nhân ác nhưng mà nó rất là khó để nó trưởng thành. Trong câu chuyện thiền có kể lại câu chuyện của một công quan vào đời Tần Cối, ông giết nhầm một cái ông khác, rồi cái ông kia ông đi theo báo thù, chín kiếp không làm gì được, tại vì ông này ông tu, ông rất là khiêm cung, ông hạ mình, ông giữ giới, ông rất là nghiêm trị, mà kiếp nào cũng làm lớn đó, rốt cuộc không làm hại được. Và sau cuối cùng, như cái này ở trong kinh Thủy Sám có nói, sau cuối cùng á, khi mà tới kiếp thứ 10, ông làm quốc sư, được nhà vua ban cho cái 1 kg mà trầm thơm thượng hạng ở trong nước. Ông khởi cái ngã mạn, ông nói rằng là chỉ có mình ta mới xứng đáng được cái này, cái ngã mạn. Và vì cái ngã mạn đó cho nên hết phước đức, nó trổ cái quả ra liền. Cái chín kiếp cái ông kia ông chờ ông được, tới kiếp thứ 10 ông trổ ra, nó làm cái mụn nhọn ngay đầu gối, có cái đầu này. Quý vị đọc cái trong kinh Thủy Sám quý vị biết. Cho nên á, nếu chúng ta cứ miên mật làm các điều thiện, giữ giới nghiêm trì, thì cái quả, cái nhân mà nhân ác á, nó cũng khó để mà nó trổ ra. Đó là nói theo kinh điển là nói về nhân quả. Nhưng mà nhân quả không phải là chỉ nói về cái nhân quả tướng. Nãy giờ chúng tôi đang nói về cái tướng của nhân quả. Thế cái tánh của nhân quả là gì? Cái tánh của nhân quả là nơi cái tâm. Người tu thiền phải biết cái tâm của mình. Nhân nào thì quả đó, khởi tâm vọng thì lập tức có quả vọng này. Hằng ngày có mắt nhìn va chạm, tai nghe đều va chạm nơi các trần cảnh. Mà nếu không biết thanh lọc ngay từ chỗ đó, nhìn mà như không nhìn, vẫn biết chứ không phải không biết, nhưng mà không chạy theo, không dính mắc. Tức là cái tâm của mình cũng như lúc nào cũng để như cái tấm gương đó. Cái con chó con mèo đi ngang nó soi lên cái bóng đó thôi, rồi nó đi rồi mất, không bao giờ giữ lại. Thì nếu mà giữ được như vậy thì lúc nào đi đứng nằm ngồi cũng thiền, cũng định hết, chứ không phải là đợi tới lúc mà mình ngồi mình xếp bằng kiết già mới thiền. Thế thì trong thiền đó nó cũng phải giữ giới. Nếu không giữ giới thì không có thiền định được. Nó không có định, tại vì nó cứ lăng xăng thấy tiền là khởi tâm ưa thích rồi thì ngồi xuống, mà có ngồi thiền cũng thấy tiền không ạ? Có một lần có một vị hòa thượng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện. Ngày đó ngày đi cúng, ngài quên cái khóa cái phòng ở trong chùa, có cái phòng đặc biệt là những cái người mà họ chết quan họ đem cơ cử đông, rồi ngài dùng cái chú mật tông đó ngài trì cho người ta, cho nên ngài khóa cái phòng đặc biệt không cho ai vào, sợ nó quấy phá, nó làm động người ta. Thế rồi bữa nọ ngài đi cúng mà ngài quên cái chùm chìa khóa ở nhà, ngài cứ lo ngay ngáy không biết là có đứa nào nó cầm cái chùm chìa khóa nó vào cái phòng đó là hỏng việc lớn. Trong lúc đó, cúng cái năm 49 ngày á, thì miệng thì cứ tục Nam Mô A Di Đà Phật này, nhưng mà cái tâm á, là nhớ tới chùm chìa khóa. Cuối cùng á, cái người chết á, họ về họ báo mộng với thân nhân, họ nói ông thầy cúng gì chùm chìa khóa mà con ăn không có được. Rồi ông nghe hết hồn, ông phải quay lại ông cúng lần nữa. Thế thì cái gì làm cho cái cơm gạo mà thành chìa khóa? Cái tưởng. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn cũng nói rất rõ, chúng sanh vì tưởng mà 12 loài, từ loài thấp sanh, noãn sanh, hóa sanh, vân vân, cũng do cái tưởng mà ra. Và ba cõi sáu đường cũng do cái tưởng mà ra. Thế chúng sanh tưởng thì sinh mình trong ba cõi sáu đường. Ưa thích nơi âm thanh, nghe âm nhạc, nghe tiếng khen,
ưa thích thì nó dẫn vào trong cái lại gia thức, và khi chết đó, đi vào cái cõi sắc giới, tại vì cõi sắc giới là cõi có âm thanh, nó không ra khỏi ba cõi sắc được. Cho nên tu là tu nơi sáu căn, niệm Phật cũng niệm nơi sáu căn, mà thiền cũng nơi sáu căn. Niệm Phật mà sáu căn á mà thanh tịnh thì có niệm mà như không niệm, không cần niệm ra tiếng nữa. Còn thiền á mà sáu căn đã thanh tịnh, chơn giác diệu minh soi sáng nơi sáu căn, nhìn thấy rõ thực tướng của các pháp như thì không có chạy theo. Mà nếu không chạy theo thì không có vòng điên đảo, không có vòng điên đảo thì đi đứng nằm ngồi đều đều định, đâu có cần phải ngồi thiền mới định được. Nhìn nhưng mà không chạy theo, nhìn mà không chạy theo. Ở trong kinh Bộc Lưu, chư thiên xuống hỏi Đức Thế Tôn bằng cách nào ngài vượt Bộc Lưu. Đức Phật nói như thế này: ta không đứng lại, ta không bước tới, ta vượt Bộc Lưu. Bộc Lưu là cái thác nước đó quý vị, giống như cá mà nó vượt qua khỏi cái thác đó, nó trở thành rồng á, cá vượt vũ môn á, đại khái vậy. Bộc Lưu là như thế, tức là vượt qua những cái trần cảnh, vượt qua những cái vướng mắc. Đức Thế Tôn nói trong kinh Bộc Lưu: ta không đứng lại mà ta không bước tới, ta vượt Bộc Lưu. Khó quá quý vị, nghe khó hiểu không? Khó hiểu quý vị. Nếu ai hiểu rồi thì chúng tôi khỏi giải thích, ai chưa hiểu giơ tay lên tôi giải thích. Ồ, vậy thì trách nhiệm phải giải thích rồi, tưởng được cái này thông qua rồi chứ. Không đứng lại là sao? Không đứng lại tức là không dính mắc nơi sáu căn sáu trần. Sáu căn sáu trần có nhưng mà buông, không đứng lại, đứng lại là chìm. Ở trong kinh Kim Cang, Đức Thế Tôn nói với ngài Tu Bồ Đề: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Không trú nơi sắc mà sanh tâm, không trú nơi hương mà sanh tâm. Đừng thấy nơi cái ly này mà khởi tâm ưa thích, cái tâm mình nó sanh ra ưa thích hay là ghét. Cầm lên uống thấy nó ngọt hay là không, thì cái miệng, cái vị á, nó dính vào với cái lưỡi, thì lập tức khởi cái tâm ưa thích hay là ghét. Nếu mà nó lạnh quá, không vừa ý thì khởi tâm phiền não. Mà nếu mà nó ngọt á, thì khởi tâm ưa thích. Thì tới cái ưa thích với cái ngọt ấy, tức là cái tâm ưa thích tới tâm ghét. Tâm đó là tâm hoan hiên, tâm đó là tâm điên đảo, tâm vọng. Mà hễ chúng ta hàng ngày đều sống trong cái tâm vọng thì chúng ta quân tập cái tâm vọng, tức là lặp đi lặp lại là tạo nghiệp. Ở trong kinh Nikaya, Đức Thế Tôn trả lời cho ngài Anan. Ngài Anan tới hỏi chứ: bạch Đức Thế Tôn, người chết đi về đâu? Quý vị có nghe câu trả lời không? Đấy. Ngài Anan tới hỏi Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, người chết đi về đâu? Đức Thế Tôn trả lời nói: này Anan, ông ra ngoài bìa rừng ông xem cái cây ngoài bìa rừng nó nghiêng về hướng nào. Thì ngài Anan ra nói: bạch Đức Thế Tôn, nó nghiêng về hướng đông, tại vì nó theo quang năng động, nó theo ánh sáng mặt trời, nó phải nghiêng về hướng đông. Đức Thế Tôn hỏi: vậy trước khi chết nó đổ về hướng nào? Thì ngài Anan nói: bạch Đức Thế Tôn, nó dĩ nhiên cái cây nó sống nó nghiêng về hướng đông thì nó chết đổ về hướng đông thôi. Đức Thế Tôn nói: cũng như thế. Người hành giả tu Phật tu theo kiểu nào, hành trì theo kiểu nào, lúc sống thì khi chết sẽ đi về đấy. Giải thích cho quý vị rõ chưa? Có nghĩa là nếu quý vị làm 10 điều thiền, tránh xa 10 điều ác, giữ giới nghiêm ngặt, thân khẩu ý đều thanh tịnh, thì nói xin lỗi quý vị chứ chẳng cần phải thầy nào tụng niệm, khi vừa mới nhắm mắt là sanh thiên này. Đức Phật bảo đảm ở trong kinh Nikaya, giữ giới thanh tịnh, làm các điều thiện, lìa bỏ các điều ác, thân khẩu ý đều làm như đúng y như vậy. Khi sống nó nghiêng về hướng nào thì khi chết nó đổ về hướng đó. Chẳng cần bán hộ niệm, chẳng cần tới tụng kinh lóc cóc len keng chi, quý vị bảo đảm sanh thiên hết trơn, về cõi cực lạc hết trơn. Quý vị muốn không? Tự mình về cực lạc, cái vé đó là vé hạng nhất, tức là khỏi cần đứng ra sân chờ stand by chi mất công, ra máy bay là đi luôn, mà đi hạng nhất, có người phục vụ, có người chu đáo ha. Tức là cây sống nghiêng về hướng nào thì khi chết đổ về hướng đó. Hàng ngày quý vị huân tập, luôn làm các điều thiện, luôn giữ giới thanh tịnh, quản lý được sáu căn,
thì coi như là nó là hoàn toàn thanh tịnh rồi, thì đương nhiên nó là cùng một thể với cái cõi thanh tịnh, tức là phàm thánh đồng cư, phải không? Phàm thánh đồng cư thì nó đi về cõi cực lạc thôi chứ nó đi đâu được. Bây giờ giả dụ như quý vị nói tôi, mặc dù tôi tu vậy nhưng mà tôi thương con thương cháu nên tôi không muốn đi về cõi cực lạc, có được không? Được không? Không được. Đức Thế Tôn cũng giải quyết cái bài đó với ngài A Nan và ngài Sa Lợi Phất. Ai bị hỏi chi có được không? Đức Thế Tôn nói này hiền giả, các ngươi xem ở ngoài ruộng người ta trồng lúa, người ta gieo cái cây mạ, có nước, có đất, có phân. Rồi khi cây mạ nó vừa mới nhú lên thì cái ông nông dân đó, ông có thể rào, ông đứng ở trên bờ ruộng rồi ông nói với mấy cái cây mạ, này các ngươi đừng lớn, này các ngươi đừng lớn, có được không? Không bao giờ được. Nó sẽ lớn thôi. Có nghĩa là nếu quý vị làm các việc thiện, quý vị không có muốn về cực lạc, quý vị cũng bị bay về cực lạc. Sướng chưa? Thế bây giờ đó là quan trọng vẫn là giới. Cho nên tu tịnh độ hay là tu thiền thì cũng thế. Thiền á, ở trong sơ thiền, muốn bước vào sơ thiền thì sao? Ly dục ly ác pháp thì bước vào sơ thiền. Mà ly dục ly ác pháp là gì? Tức là không vọng tưởng điên đảo, không khởi niệm tình khi thấy cảnh. Tức là dừng ở cái điểm thứ nhất mà không chạy theo, buông. Và ly dục tức là không tham muốn, kể cả tham muốn chức đắc nữa. Nói tôi muốn về cực lạc cũng không khởi niệm nữa. Tại vì đương nhiên mình biết mình về mà, cần gì phải khởi niệm, phải không? Mà khởi niệm thì lập tức có vọng. Ở ngay cái chỗ vọng đó là bị điên đảo rồi. Quân tập làm sao để cho mình buông xả được. Cái chỗ buông xả nó khó lắm. Có một ông thiền giả tới gặp Đức Phật, mang hai tay hai cái bông hoa, hỏi về cái pháp tu theo Phật. Đức Phật nói chứ buông, ông buông một cái tay trái. Đức Phật nói buông, ông buông cái tay phải. Cái Đức Phật nói buông, ông nói bạch Đức Thế Tôn, không bạch ngài Cù Đàm, ngài bảo con buông cả hai tay rồi. Đức Phật nói ta có bảo nhà người buông hai tay đâu. Quý vị ngộ ra chưa? Buông cái ngã sở bị nữa, buông cái tâm ganh ghét, cái tâm ti tiền, buông cái chấp. Ba cái chấp rất lớn ở trong cuộc đời chúng ta, cản trở chúng ta không tu học được. Cái chấp thứ nhất là chấp ngã, thứ nhì là chấp pháp, thứ ba là kiến chấp. Ngã chấp tức là nói rằng có cái của ta đây nè, có cái của ta là nhất. Xe của ta, nhà của ta, vợ của ta, con của ta, ai đụng tới thì có chuyện, phải không? Cái đó là ta. Mà ta thì quý vị biết rồi, tứ đại và ngũ uẩn là không thật. Mà mình cứ chấp nó thật, tại sao vậy? Tại sao chúng ta cứ nặng nặng đó, cái thân ta là thật, vợ ta là thật, chồng ta là thật, nhà ta là thật, đụng tới là có chuyện. Tại sao vậy? Tại vì vô minh. Ở trong kinh nói rất rõ, vì vô minh cho nên không thấy được thực tướng của các pháp. Mà vô minh là khởi đầu của thập nhị nhân duyên. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, cho nên sanh tử ưu bi khổ não. À quý vị, tại vì vô minh cho nên chúng ta mới đắm chìm ở trong cái thập nhị nhân duyên và cứ thế trôi nổi trong ba cõi sáu đường. Thế ở trong Đại Trí Đồ Luận, Đức Nữ hỏi Đức Thế Tôn là vô minh đó là gì, từ đâu mà ra? Đức Nữ hỏi bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con muốn tiêu diệt cái vô minh, ngài chỉ cho con, đau khổ quá rồi, con muốn dứt điểm nó luôn. Đức Thế Tôn nói vô minh không từ trong ra, không từ ngoài tới, không từ trên xuống, không từ dưới đất mọc lên, nhưng mà nó giống y như là quyển sư và quyển sự. Quý vị biết quyển sư và quyển sự là gì không? Là nhà ảo thuật gia. Nó thò tay nó vào trong cái túi không, nó lấy ra con chim, con thỏ, đủ các thứ. Nó mà mắt mình mà, phải không? Nó làm cho mình tưởng thiệt, chứ có ai mà thò tay vào đó lấy ra được cái thứ đó không? Lấy tiền ở trong nó ra mà, phải không? Nhưng mà nếu nó lấy được nó đâu có đi làm cái nghề đó làm chi, phải không? Nhưng mà nó làm đấy, nó lấy ra đủ các thứ. Rồi Đức Phật mới hỏi với Đức Nữ vậy chứ, khi nó lấy ra nhà ngươi có thấy không? Thấy. Con chim thì thấy chứ, rờ được con chim mà. Nhưng mà hỏi thật không? Nó không thật. Thì Đức Thế Tôn nói cái vô minh nó cũng như thế, nó giống như là ảo thuật gia, nó mờ mắt mình thôi chứ nó không có thật.
Tại vì vô minh ở đâu mà có? Vô minh do duyên sanh. Tại sao? Đức Thế Tôn đã nói rất rõ ở trong Kinh Nikaya khởi đầu, Ngài nói vạn pháp do duyên sanh, vạn pháp do duyên diệt. Các pháp đều do duyên sanh, thì vô minh cũng là một pháp, cho nên vô minh cũng là duyên sanh. Mà cái gì duyên sanh thì không thật, tại vì nó là tập hợp của những yếu tố khác, từ nó không thật. Cái tâm của chúng ta cũng vậy, chúng ta vô minh, chúng ta nói vô minh. Thì Đức Thế Tôn ở trong Đại Trí Đồ Luận giải thích rất rõ với Đức Tấn như vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn lại nói ở chỗ nào có vô minh thì có sanh tử, tại vì vô minh sanh hành, hành sanh thức, và cứ như thế. Giống như con mèo quý cái đuôi, quý biết con mèo với cái đuôi không? Nó có cái đuôi dài quý, nhiều lúc nó cứ quay vòng vòng, nó dòm cái đuôi nó ngoài. Có khi nào các bác thấy là con mèo mà nó xoay nó kiếm cái đuôi nó không? Nó giống như vậy, mình cũng vậy. Tức là mình ham những cái thứ mà mình biết rằng nó không thật, mà mình cứ chạy theo, mình giống như con mèo mà đi kiếm cái đuôi. Thế thì mình kẹt chỗ đó. Thế Đức Nữ mới hỏi vậy chứ, bạch Đức Thế Tôn, vậy thì cái duyên nào mà tạo ra vô minh? Đức Thế Tôn khẳng định ở trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Thế Tôn nói như thế này: vì chỗ nào có ái nhiễm thì chỗ đó có vô minh. Bất kể người đó là tiến sĩ, giáo sư hay là bộ trưởng, tổng trưởng, mà hễ có ái nhiễm thì chỗ đó có vô minh. Vì tôi ái chiếc xe cho nên ai đụng tới chiếc xe của tôi thì tôi lập tức muốn nổi sân. Chiếc xe nó có dính líu tới mình mà nổi sân. Con của tôi, vợ của tôi mà ai đụng tới thì có chuyện. Tại sao vậy? Tại vì ái nhiễm. Ái rất là quan trọng. Tại vì ở trong đạo Phật là phải hiểu được cái ái, cho nên chuyển hóa cái ái trở thành là tâm tử. Diệt ái được không? Không diệt được, tại vì ái chính là cái bản ngã của chúng ta. Nếu quý vị nghĩ là quý vị tiêu diệt được cái ái là quý vị tiêu diệt chính bản ngã của quý vị, không tiêu diệt nổi. Cái ái nó có sẵn, nhưng mà ta biết cách tu thì chuyển hóa nó thành là tâm tử, tâm bi. Thế thì Đức Thế Tôn nói rất rõ, chỗ nào có ái thì chỗ đó có vô minh. Ái nhiễm thì có vô minh. Vào thời Lương Võ Đế, có một hòa thượng Chí Công, Ngài Chứng A La Hán, Ngài bước vào, Ngài là một vị thiền sư, Ngài bước vào trong cái đám cưới, Ngài khóc. Tại vì Ngài thấy cái cô dâu đó, thực sự ra là bà nội của chú rể. Chú rể này đó, từ nhỏ tới lớn nó nghèo, cha mẹ chết sớm, bà nội nuôi. Tới trước khi bà chết, bà thương không ai nấu cơm cho nó, bà có cái khao khát là muốn nấu cơm cho nó, chăm sóc cho nó. Khi bà chết, bà đầu thai, rồi bà đi kết nghĩa để làm vợ nó, để tiếp tục chăm sóc cho nó. Quý vị thấy ái nhiễm nó quan trọng không? Đó là ái người phải không? Bây giờ ái vật chất, ở trong Kinh Pháp Cú có một ông sư đệ tử của Đức Phật đó. Đệ tử của Đức Phật là không phải là thường quý vị, tức là tu vô lượng kiếp lắm mới được làm đệ tử Đức Phật. Thế mà ông mê cái áo cà sa, mê tới mức mà người ta cúng một cái áo cà sa ông chưa mặc được. Khi chết á, ông đầu thai làm cái con rận. Là Đức Thế Tôn mới cản chư tăng nó không được cắt ra liền, tại vì theo luật đó là cắt ra chia, có người chết cắt ra chia của. Đức Thế Tôn nó hoan. Các ông nó mới nói: tại sao vậy? Mọi lần Đức Thế Tôn nói thể chết thì chia để cho người chết đừng có luyến tiếc, mà nay Ngài lại nói không chia. Đức Thế Tôn mới nói: các ngươi hãy nhìn kìa, cái con rận nó đang lăng xăng. Con rận này nó biết là các ông sắp sửa cắt cái áo của nó, cho nên nó lăng xăng, tức là nó tức, nó tiếc cái áo. Tại vì nó lúc đó làm ông sư nó chưa được mặc, mà nó rất thích mặc cái áo này. Đấy là ái cái áo cà sa. 7 ngày sau con rận chết thì các chư tăng mới cắt cái áo ra chia. Đức Thế Tôn nói với chư tăng: khoan, mấy ông cứ để đi, 7 ngày sau con rận nó chết mấy ông còn chia. Thế thì nay quý vị hiểu được là tại sao có 7 ngày nhé. Chết rồi để 7 ngày mới chia nhé. Rồi đó, qua bên tàu á, thêm cái phong tục tập quán của tàu, bên khổng, bên lão, chế thêm nữa 7 lần 7 là 49. Thế quý vị hiểu là từ đâu mà nó có cái đó nhé, chứ không phải tự nhiên mà
là không có đâu. Có, nhưng mà ở trong cái bối cảnh khác. Rồi á, qua biết bao nhiêu thời, bao nhiêu năm, người ta phiên dịch, người ta hiểu nó là như thế. Kinh điển của Phật chỉ được viết lại sau hơn 400 năm, khi Phật nhập Niết Bàn 400 năm rồi mới viết lại trên lá bối. Còn trước đó, đó thì truyền miệng không à, ông này truyền xuống ông kia. 400 năm bao nhiêu đời thì làm gì quý vị có dám tin là sẽ truyền lại đúng không? Truyền lại đúng hoặc là hiểu ý nghĩa đúng không? Đấy. Ngay cái thời Đức Thế Tôn đó mà người ta còn không hiểu được, chứ đừng có nói là sau này. Vào đời Đức Thế Tôn đó, dân chúng mới khiếu nại với Đức Phật, nó nói bạch ngài Cù Đàm, chư tăng của ngài á chuyên buôn leo cây ngủ. Cái Đức Phật mới chế ra giới luật, chư tăng không được leo cây. Thế có một ông tăng, ông bị con cọp nó rượt đó, ông vừa chạy ông vừa la, Đức Phật dạy không được leo cây, Đức Phật dạy không được leo cây. Mà ông chạy trước mà ông la vậy thì làm sao? Con cọp nó sơi ông luôn chứ, phải không quý vị? Chạy đâu có kịp. Đức Phật nghe câu chuyện đó, ngài mới nói: hỡi những kẻ ngu si kia ơi, ta chế giới luật để cho các ngươi thành tựu chứ đâu phải để cho các ngươi khổ. Nay ta chế lại giới luật, Đức Phật sửa lại giới luật này: chư tăng không được leo cây ngoại trừ trường hợp bị cọp rượt. Tức là sao? Người ta không hiểu được cái ý của Phật. Ý của Phật là thiện xảo để con người đưa tới giải thoát. Đạo Phật là gì? Đạo Phật là giải thoát. Giống như nước biển có vị, một vị thôi, đó là vị mặn, thì Đạo Phật cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Nếu Đạo Phật mà không có vị giải thoát thì không phải là Đạo Phật. Tu tịch mà kẹt vào trong mấy cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, con nó tới nó nói: mẹ ơi con đau bụng quá, mày ngồi đó đi, tao niệm Phật cái đã. Tao niệm cho hết đủ 300 cái rồi tao mới coi cái bụng mày ra làm sao. Thì cái đó không phải là niệm Phật chút xíu nào, phải không quý vị? À, cứng ngắc à. Bởi vậy ở trong Kinh Pháp Hoa mới nói làm sao? Trong Kinh Pháp Hoa nói này: Đức Thế Tôn sau khi đi khất thực xong, nhập chánh định ngồi ở dưới gốc cây, từ nơi lông trắng giữa chân mày phóng ra một luồng hào quang, trên soi tới tam thiên đại thiên thế giới, dưới soi tới địa ngục A Tỳ. Kinh nói vậy quý vị tung hoài phải không? Mà có ai hiểu ý nghĩa làm sao không? À, Đức Phật vào trong chánh định, từ cái nơi lông trắng giữa chân mày, lông trắng đó tượng lông là gì? Là mềm mại, phải không? Mềm mại tức là nhu nhuyễn, trắng là thanh tịnh, giữa chân mày tức là không đối đãi, không phân biệt trái, không phân biệt phải, tâm không phân biệt. À, phóng ra một luồng hào quang, hào quang là trí tuệ. Cái trí tuệ mà một người hành giả theo Phật rất là nhu nhuyễn, rất là thanh tịnh, tức là mềm mỏng á, flexible á, không có cứng nhắc, và thanh tịnh thì mới có thể soi được tam thiên đại thiên thế giới ở trong cái tâm của mình này, chứ không phải xa đâu. Mà địa ngục cũng ở trong cái tâm của mình, soi coi nó xanh xanh diệt diệt như thế nào. Đấy. Cho nên trong kinh nói vậy mà mình tụng hàng ngày ấy, mà mình có hiểu không? Rồi mình có áp dụng không? Thấy chưa nào? Trong kinh nói người nào tụng kinh mà không hiểu kinh chỉ được lời một, mà người nào tụng kinh mà hiểu được ý nghĩa kinh lời tới 10.000, mà người nào áp dụng được lời tới 1.000.000. Kinh pháp của Phật là để áp dụng, đạo Phật là đạo áp dụng trong đời sống, làm thăng hoa tư cách, cải tiến con người. Chứ đâu có phải là đạo Phật là để cho tụng để được phước đâu. Đạo Phật là đạo giải thoát mà, hễ có phước thì còn kẹt quay trở lại đây để hưởng. Ở đây có nhiều bác này cũng xinh đẹp phải không? Nhiều ông cũng tướng mạo ngon lành, làm phước nhiều, kiếp sau quay trở lại đây hưởng cái phước đó, đẹp trai hơn. Có nhiều khi nhớ bà xã, gặp đúng bà xã đó lần nữa, kiếp nữa. Rồi các bác gái cũng vậy, nói ông xã con ông thương con lắm thầy ơi, kiếp tới con nguyện là kiếp tới cũng gặp ông lần nữa, kiếp nữa, kiếp này chưa đủ, kiếp tới gặp kiếp nữa, ráng tạo phước. Đạo Phật là đạo giải thoát. Nước biển chỉ có một vị, đạo Phật chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Nước biển chỉ có vị mặn, thấy không? Thế rồi bây giờ nói tu mật tông. Mật tông là trì chú,
Thế trì chú làm sao trì? Cũng vẫn phải giữ giới. Quý vị thấy các thầy Tây Tạng hay là các thầy Việt Nam mà tu theo mật tông, người ta rất là nghiêm khắc. Nhiều khi tu ở trong một cái phòng kín đó, cả năm trời không bước ra ngoài, hành trì tụng niệm, quản lý cái gì, quản lý sổ căn, bước ra cái nó nhiễu, nó dòm thấy ưa thích ghét buồn vui. Rồi nhiều khi Phật tử nấu ở trong bếp nói con nấu thầy thấy ngon không, mà khen nó là bị cái cô khác là sạch sẽ liền. Nó cũng lại nói, con thấy con nấu mà thầy không có khen, mà thầy khen người kia, tức là có phiền não phải không, tức là tâm phân biệt. Tâm phân biệt ở đâu mà ra? Ở nơi sáu căn. Tại sao nó ở nơi sáu căn mà nó có? Ở trong kinh Pháp Hoa nói rất rõ, như anh chàng cùng tử có phần tánh ở trong mà không biết, cuối cùng phải giao cho cái việc đi hút phân. Hút phân là cái gì? Hút phân là dẹp đi những cái ti tiện bọn xẻng sân si ở trong lòng của mình, dẹp cho nó sạch đi thì mới thấy được cái phần tánh. Cho nên tụng kinh mà nếu chúng ta hiểu nghĩa thì chúng ta làm vô cùng, rồi chúng ta áp dụng trong cuộc sống nữa thì nó là cái thăng hoa vô cùng. Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang là cái gì? Hào quang là trí tuệ. Sen hồng là thơm của giới và đức. Giới và đức tức là vật chất và tinh thần. Thì trên lưỡi là một lời nói. Lời nói có trí tuệ mà lời nói có giới hạnh, có đức thì đương nhiên là ai không thích, phải không quý vị? Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dầu cho tàu tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp đôi ba hàng, có phải không quý vị? Tức là nếu như có ai mà trong gia đình mà giận nhau, con mình nó làm lỗi, vợ mình nó làm lỗi, nhưng mà nếu mà mình chỉ nói ra một lời mà lời đó có trí tuệ, lời nói biết yêu thương, lời nói biết tha thứ, lời nói biết suy nghĩ, thì người kia họ cũng đâu có thấy cái gì gọi là khó khăn. Trong gia đình lúc nào cũng vui vẻ. Đó là thực tế là niết bàn trong cuộc sống rồi, đâu cần phải niết bàn lên tới cõi niết bàn hay là Tây Phương, cõi ngay ở đây đã là Tây Phương. Ở trong kinh Tịnh Độ có một câu như này: thường tịnh quang tịnh độ. Cái thường tịnh quang tịnh độ là gì? Chúng tôi không có thời giờ, thành thử chúng tôi chỉ lấy một vài câu để giải thích cho quý vị thôi. Thường tịnh quang tịnh độ. Tịnh độ là quốc độ thanh tịnh. Quang là ánh sáng, tức là tượng trưng cho trí tuệ. Tịnh là thanh tịnh, mà thường tức là thường hằng. Cái trí tuệ của mình mà nó thường hằng thanh tịnh, nó ở mãi với mình. Cái trí tuệ là gì? Ở chân tâm thường trụ. Chân tâm thường trụ thì ở trong thiền cũng vậy. Cái bốn lai diệt mục, bốn lai diệt mục. Khi ông Huệ Minh rượt theo ngài Huệ Năng thì ngài Huệ Năng mới nói: ông ngồi xuống đó đi, ông muốn cầu pháp. Ông ngồi xuống ngồi thiền để mới hỏi chứ xin tổ dạy. Tổ Huệ Năng mới nói: khi ông chưa sinh ra, cái mặt thực của cái bổn lai diệt mục của ông là cái gì? Cái mặt thực của ông lúc ông chưa sinh ra là cái gì? Cái bổn lai diệt mục ấy là cái gì? Ông này nghe cái hết hồn, nghe có hiểu gì đâu, hết hồn cho nên quỳ xuống đảnh lễ. Sợ quá mà. Ngài Huệ Minh là một vị tướng mà bỏ quan quyền đi tu, tu bao nhiêu năm ở trong ngài Hoàng Nhẫn rồi mà còn không hiểu được cái lúc ông chưa sinh ra cái mặt thực của ông như thế nào, không hiểu nổi. Nghe cái tay chân rung rời hết, quỳ xuống lại hết hồn. Nhưng khi quỳ xuống lại á thì cái đầu đập dưới đất nó đau, mà ngay cái chỗ đó mới ngộ. Cái chỗ đau á tức là cái tánh biết phát hiện ra cái tánh biết của mình thì mới ngộ. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rất rõ: người tu Phật mà không thấy tánh, tức là không biết, thì hỏng như lấy cát sỏi mong nấu thành cơm. Thế cái biết nó nằm ở đâu? Ở trong thiền thì nói rất rõ, cái biết đó ở do được cái sự chuyển hóa của thức và trí. Biết thì thức biến thành trí, không biết thì sống trong vòng tưởng biên đạo nơi thức trôi nổi. Có một công án rất là hay, là có vị thiền tăng tới hỏi ngài Triệu Châu. Ngài Triệu Châu là chứng tổ thiền. Hỏi: con chó có phần tánh không? Tổ nói: không. Ông tăng cũng cãi, ông nói: Đức Phật dạy con chó có phần tánh, tại sao ngài nói không? Tổ nói: ông nói con chó có phần tánh, sao nó thành Phật đi mà nó còn chó hoài.
Thế ông kia mới hỏi vậy chứ lý do tại sao vậy? Ông nói con chó nó có phật tánh, nhưng nó bị nghiệp thức che mờ cho nên nó không thấy. Mà nếu không thấy thì cũng như không, có cũng như không. Nghiệp thức che mờ, nghiệp là cái nghiệp, tức là những cái trong quá khứ. Thức là do sáu căn sáu trần, cho nên cái quá khứ và cái hiện tại, hai cái đó nó trôi nổi theo, cho nên nó che lấp đi cái phần tánh không thấy. Thế thì nghiệp là hành động có tác ý được lập đi lập lại nhiều lần. Mà nếu nay chúng ta không có tác ý nữa thì nó đâu còn tạo nghiệp nữa. Còn thức á, là do sáu căn sáu trần. Mà nếu sáu căn đã thanh tịnh thì sáu thức đâu có sanh. Cho nên tu ở nơi mắt tai mũi này nè, quân tập những cái thói quen của mình vặn cái đồng hồ nó ngược trở lại, thay vì hồi xưa giờ nó chạy theo cái chiều này mà ngược trở lại. Con người ta có bốn cái tâm: tâm tham ăn, tham uống, tham ngủ nè, tâm tham danh quyền chức nè, rồi cái tâm tham đi làm việc chùa bố thí lo cho người khác nè, rồi cái tâm bình đẳng như Phật. Có bốn cái tâm nằm ở trong một người hết, mà chúng tôi đặt tên đó cho nó dễ nhớ. Tâm thứ nhất gọi là tâm súc sanh, tại vì các súc sanh nó sống như vậy. Tâm thứ nhì là tâm người, tâm thứ ba là tâm Bồ Tát, tâm thứ tư tâm Phật. Súc sanh là theo bản năng, ăn uống ngủ nghỉ là nó đòi hỏi. Quý vị thấy cái tâm súc sanh nó phát hiện ở trong con người mình một cái nhỏ nhỏ thôi. Sáng sớm quý vị dậy 5 giờ sáng, dòng đồng hồ thấy 5 giờ kém 5, nói thôi ráng ngủ thêm chút xíu nữa. Giằng co giữa cái trí tuệ với cái mềm, phải không? Cái nào thắng? Chắc chắn là cái mềm thắng rồi, phải không quý vị? Chắc chắn là cái mềm thắng, tức là chúng ta ngay chỗ đó chúng ta đã bị sáu căn nó lệ thuộc, ngũ uẩn nó đánh lừa, nó lôi kéo. Mà huân tập như vậy thì sao? Quý vị đừng có nói 5 phút không có sao đâu. 5 phút nó huân tập ra một cái tánh giải đãi, chạy theo cảnh. Mà nó huân tập như vậy thì có tác ý, có huân tập thì tạo nghiệp. Và cứ như vậy khi chết nó sẽ lôi chúng ta quay trở lại. Đó là sự huân tập thôi, chẳng có gì khác. Thế thì nếu chúng ta không chạy theo, tức là chúng ta đứng lại, thì ở bên thiền á, người ta nói là cái niệm thứ nhất sinh và cái niệm thứ nhì không theo, buông thì coi như là định. Thế bên mật tông á, người ta sử dụng như thế nào, đối phó với những trường hợp như thế nào? Bên mật tông người ta dùng cái trì chú là cái phương tiện, và người ta dùng cái giới để người ta cô lập cái thân, nó không dính tới cảnh. Cho nên á, người ta hàng ngày người ta đều trì nè, cúng dường nè, bái sám nè, lạy Phật nè, rồi trì chú nè, rồi đóng cửa lại, rồi ngồi thiền. Cũng người ta cũng quán tưởng, quán đảnh này kia, quán có Đức Phật ở trên á, chiếu hào quang xuống cho mình này kia để ban cho mình. Nhưng mà nói thật với quý vị, Đức Thế Tôn đã nói chúng sanh đi theo nghiệp của nó. Đức Phật có cứu được chúng sanh không? Không. Thế thì có ông Phật nào mà đưa hào quang xuống cho quý vị để cho quý vị tự nhiên có trí tuệ không? Không luôn. Trí tuệ đó quý vị có thường hành rồi. Mỗi người đều có Phật tánh, và Phật tánh bình đẳng. Ở trong Kinh Kim Cang nói, ở cũng như Kinh Pháp Hoa nói rất rõ, chúng sanh đều có Phật tánh và Phật tánh bình đẳng. Tại sao chúng ta không thấy? Tại vì chúng ta bị sáu căn nó làm cho loạn, chạy theo, cho nên quên cái chân tâm, đi xa quên đường về. Có thế thôi, chân tâm nó vẫn sờ sờ đó. Chúng tôi lấy cái thí dụ này quý vị sẽ rõ ngay nè. Tối đến quý vị ra ngoài nhìn lên trời, thấy mặt trăng sáng ra không? Rồi quý vị thấy một chút xíu có cái đám mây nó bay ngang nó che tối đi, thì lúc bây giờ đó quý vị nói sao? Nó mặt trăng tối, đa số đều nói vậy phải không? Cái tự nhiên đó mọi người đều nói vậy. Hồi lúc chúng tôi còn trẻ chúng tôi cũng nói thế, nhưng mà sau khi chúng tôi đi học khoa học á, chúng tôi biết cái mặt trăng á, nó nằm đó nó vẫn sáng. Cái mây đi ngang á, nó làm cho mình không thấy mặt trăng, nhưng nó không hề làm mặt trăng mất sáng đi chút xíu nào hết. Tức là sao? Có nghĩa là cái tham sân si chúng ta vọng tưởng điên đảo sống hàng ngày giống như đám mây bay ngang che cái phần tánh, nhưng phần tánh không hề mất cái tánh sáng, lúc nào nó cũng sáng. Chỉ cần chúng ta dẹp bỏ được cái tham sân si là tự nhiên thấy được cái mặt trăng. Cái đám mây mà nó bay đi rồi không còn che nữa là chúng ta thấy cái mặt trăng.
cái tánh giác của chúng ta nó cũng như vậy. Cho nên cái người niệm Phật mới trì vào cái Phật đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thường xuyên, niệm không ngừng nghỉ, để chi? Để dẹp đi cái đám mây đó, để thấy được Phật tánh. Ngồi thiền thì cũng phải ly dục ly ác pháp, lìa các tướng, thì lìa các âm thanh, thì cuối cùng mới quay trở về cái chân tâm mới định được. Thế còn Mật Tông họ cũng làm y như vậy, họ cũng tạo những cái điều kiện. Có một cái câu á, mà bên Mật Tông thường thường là tụng, các bác biết rồi gì? Om Mani Padme Hum. Chúng tôi kể cho quý bác nghe câu chuyện nó vui vui. Cứ nói về giáo lý mãi nghe nó cũng nhức đầu phải không? Kể chuyện này. Có một thiền sư người Nhật, ông đi sang Trung Quốc. Cộng đồng ông thấy cái núi, trên núi có cái hầu ông vàng, mình cũng sắc. Ông này ông cũng chứng sơ thiền, ông nhìn thấy cái ông. Ông mừng lắm, ông nói như vậy phải có một vị thánh tăng ở trong cái ngọn núi này. Ông leo lên ngọn núi, đi hết từ trên xuống dưới, đi đủ khắp mất mấy ngày, không tìm ra ai hết. Cuối cùng ông thấy ở dưới chân núi có một cái chòi, trong đó có một bà già với một đứa cháu gái. Ông ngạc nhiên, nhưng mà ông làm bộ, ông vào, ông nói thôi tôi đi lỡ đường, bà cụ cho tôi ăn một bữa. Tôi ngủ đây rồi, cọp bèo nó tới, nó phiền rồi, mai tôi đi. Thế thì bà cụ già đó đang tu mà bà thấy có vị tăng tới, bà mừng lắm. Tại vì bà nghe trong kinh nói là tăng đáo Phật lai mà, phải không quý vị? Tăng đến chùa giống như Phật đến chùa, phải không quý vị? Là thử nó tăng đáo Phật lai, mừng lắm. Mê nấu cơm cho ông ăn, rồi dọn chỗ cho ông ngủ. Tối đến đó, hai bà cháu ra tụng kinh. Cái bà tụng như thế này này: Om Mani Padme Ngô, Om Mani Padme Ngô, Om Mani Padme Ngô. Ông thiền sư, ông nghe nói vậy, ông mới kêu bà già. Ông nghĩ như thế này, ông nói cái câu thần chú là Om Mani Padme Hum, mà bữa nay bà này bà tụng Om Mani Padme Ngô mà lại còn có mê ngũ sắc. Nay nếu mà ta chỉ cho bà tụng cho trúng á, không chừng nữa bà chứng A La Hán. Thôi làm phước cho bà đi. Kêu bà già lại: bà ơi, cái câu bà tụng á là sai rồi, cái câu thần chú mà đúng á là Om Mani Padme Hum. Bà già bà nghe mà mừng quá, bà quỳ xuống bà lại: bạch ngài, 40 năm nay con chuyên môn là tụng Om Mani Padme Hum mà, con có lỗi với Phật vô cùng à, con có tội, con tụng sai à, mà con không biết, nay ngài nói á con sám hối và thôi được rồi, con sẽ tụng lại. Tới sáng hôm sau, ông từ giã bà già, ông đi. Thì bà già tụng kinh mà ông đi sớm. Ông đi khoảng chừng 5 cây số, quay lại nhìn trên núi, nó mất tiêu cái ngũ sắc. Ông hết hồn, ông trực nhận ra. Ông là thiền sư mà, ông nhận ra liền. Ông quay trở lại, ông nói bà già: ông nói bà cụ ơi, hôm qua đó tôi, lúc mà tôi đang nằm á, nó mơ mơ màng màng, tôi nói trật, cái câu của bà tụng mới là trúng. Kể từ nay đó, bà cứ tụng như thế đi, cái câu của tôi nói sai là bà quên đi. Cái bà già bà mừng, bà nói: trời ơi, từ sáng giờ con bắt trước ngài, con tụng mà nó trèo cái lưỡi, con tụng cũng được. Tại 50 năm nay con tụng như vậy quen rồi, Om Mani Padme Ngô, Om Mani Padme Ngô. Bây giờ đó, nó Om Mani Padme Hum á, con tụng lại nó trèo lưỡi, con tụng không nổi. Ê, cái ông đi, ông thiền sư ông đi khoảng 5 cây số vòng lại, thấy có mê ngũ sắc. Cho nên thiền tịnh mật trong sông đổ về biển. Nếu người tu Phật không tìm được cái sự giải thoát thì đạo đâu phải đạo Phật. Đạo Phật chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Bất cứ quý vị tu thiền, tu tịnh, tu mật, chẳng qua là giống như quý vị đi nhà hàng có thực đơn 100 món, có ai ăn hết 100 món không? Có người thích ăn cay, người thích ăn mặn, có người thích ăn đường. Thế thì chúng ta chọn cho cái môn nào mà chúng ta thích hợp. Nhưng mà phải đi đào sâu, giống như trong kinh Nikaya Đức Thế Tôn nói giống như đào giếng, phải đào liên tiếp đào cho tới lúc nào có nước. Đào chút xíu thấy không có nước cái bỏ đi đào cái lỗ khác này. À, tức là tu cái chùa này không linh đi chùa khác. Ông thầy này á, nói không linh đi ông thầy khác. Rốt cuộc không ông thầy nào linh hết mà cũng không ông chùa nào linh hết. Rồi quay lại khỏi cái thân mình á, nó bơ vơ đi lang thang,
ba cõi sáu đường biết lạc ở chỗ nào. Tới khi thần thức mà lúc mình chết ấy, cái thần thức nó sắp sửa nó ra, nó thắc mắc không biết tu theo cái pháp môn nào. À quý vị, cho nên đó, chúng ta tu chúng ta chọn một cái môn nào thích hợp. Đừng có nói rằng tu tịnh là không thành, đã có nhiều vị đã thành rồi. Và cũng đừng có nói rằng tu thiền đó là hay hơn tu tịnh, hay là tu mật thì hay hơn tu thiền. Đức Thế Tôn nói tất cả các pháp mà ta nói ra chỉ cho bè qua sông. Khi người hành giả đã qua sông rồi thì chánh pháp còn phải bỏ, bè còn phải vứt đi, chứ có ai bao giờ lại lấy cái bè ra vác vai đi tiếp nữa đâu. Cho nên thiền tịnh mật chỉ là phương tiện để đưa người hành giả tới chỗ buông xả được và sống trở về với cái bản thân thanh tịnh của mình, tức là về với cái chân tâm thường trụ của mình trong từng sát na. Cứ chọn đi, chọn cái gì mà mình ưa thích. Trong mỗi một môn nó có nhiều cái chi nhánh, cứ chọn cái nào ưa thích để mình hành trì. Nhưng cái điều quan trọng là mình phải về được với cái chân tâm thường trụ, tức là cái tánh giác của mình, cái biết rất rõ ràng, không mê mờ. Và ở cái chỗ đó, nhấc tay lên biết mình đang nhấc tay, uống miếng nước biết mình đang uống nước, ăn biết mình đang ăn. Không có đang ngồi ăn mà nhớ tới là ở bên Houston con mình đi học ai đưa nó đi không, hay là đang ngồi ở chùa đây mà không biết là chút xíu nữa rồi là có ai đón con trai mình nó đi học, nó vừa mới tan trường là ai đón hay không. Tức là tâm ở đây mà, cái hồn ở đây mà, cái xác ở đây mà cái hồn chỗ khác, cái tâm chỗ khác, xác thì ở đây. Thì như vậy không phải là tu. Niệm Phật, thiền, mật cũng chỉ đem cái tâm và cái thân nhập là một. Tâm không lìa thân, tại vì tâm lìa thân thì rong ruổi đường dài. Bởi thế cho nên chư thiên xuống hỏi Đức Thế Tôn bằng cách nào ngài vượt bậc lưu. Đức Thế Tôn nói ta không đứng lại, ta không bước tới, ta vượt bậc lưu. Ta không đứng lại tức là không trú nơi sắc thinh hương vị xúc pháp, không trú nơi sáu căn. Để đứng lại thì nó chìm lại, nó dính mắt vào đó thì nó nảy sinh ra vọng tưởng điên đảo ngay. Con mắt gì là khởi lên ưa thích, tai nghe là khởi lên phiền não ưa thích, nó kẹt nơi tai, nơi mắt. Ta không bước tới là sao? Tức là không trôi nổi, tức là không có giải đái, buông xả, phóng túng, phóng dật, tức là cứ để cho cái tâm nó lăng xăng. Cho nên tu pháp môn nào cũng vậy, chỉ có mục đích đem cái tâm và cái thân nhập làm một. Thiền cũng thế. Mà hễ nói tới thiền định á, thì là phải nói tới thiền định. Thiền để đưa tới định, định mới đưa tới tuệ. Thì nếu mà không có định thì không có đưa tới tuệ. Cho nên giống tu thiền mà không được định thì chỉ được cái phước thôi. Giống như niệm Phật cũng được cái phước, trì chú cũng được cái phước. Có nhiều người nói bây giờ trì chú nó linh ứng, trì được cái này được cái kia. Nhà kính thưa quý vị, đi tu Phật mà được nhiều quá thì sao? Cái phiền não thêm phải không? Buông xả hết để cho cái người nó nhẹ như bong bóng, nó bay về cực lạc. Còn nay đeo thêm mấy cục đá, cục vàng, cục dấu đâu có vàng thiệt đi chăng nữa mà đeo vô chân thì nó cũng không bay, tới lúc chết nó không đi được. À quý vị, ở trong Pháp Cú có câu chuyện đó, Đức Thế Tôn đi khất thực đó, ngài đi ngang cái nhà đó, con chó nó ra nó sủa. Đức Thế Tôn nói mày á, thân mày làm chó vì tiếc mấy cái lượng vàng mà mày còn làm chó, mày không lo, mày tu học đi để bỏ cái xả thân này đi con, mà mày còn ra đây mày sủa chi nữa. Con chó nó bảo nó nhịn đói 3 ngày. Thế rồi cái chủ chó nó mới bảo chuyện gì vậy, đi kiếm ngài Cù Đàm, hỏi ngài nói gì với con chó tôi mà con chó tôi nó nhịn đói 3 ngày. Đức Phật mới nói con chó đó là bố mày đó. Nói, bố tôi chết rồi. Không, ông tiếc của ông đầu thai, ông có chôn một số vàng trong nhà mày, nhà con đó. Nhưng mà ông tiếc của ông không có đi được, cho nên đầu thai làm con chó để ông giữ số của nó. Chủ nhà nông tin nó nói ngài tới ngài giúp đi. Đức Phật tới mới nói con chó, nói con vào con chỉ cho con của con nó biết cái số vàng ở đâu, rồi bỏ cái xác chó này mà đi đi, đừng có tiếc nữa. Con chó nó vào tầm giường nó cào cào, chủ nhà xách cuốc xẻng lên đào lấy mấy lượng vàng xong, cái con chó nó chết.
tiếc có mấy lượng vàng mà đầu thai làm con chó, tiếc cái áo cà sa thì làm con rành. Rồi bây giờ quý vị muốn làm gì? Tùy nha. Hãy có tiếc thì kẹt. Bởi vậy quý vị họ Trần, họ Nguyễn, họ Đào, họ Lê, chúng tôi họ thích. Đổi từ họ Trần, họ Nguyễn, họ Đào, họ Lê sang họ thích dễ ẩn hơn. Nó chỉ kẹt con chút xíu à. Chính giữa mấy cái họ nó có cái họ gọi là họ tiếc, tiếc hồi hồi vậy. Tiếc không bỏ được, tiếc hồi hồi. Cho nên đó, họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê nó không bao giờ chuyển thành họ thích được. Họ thích là gì? Là buông hết. Buông cả thân, buông cả kéo cả xa nữa, chứ không có rủi làm con rắn. À quý vị. Cho nên kết thúc lại, chúng tôi nói là trong sông đổ về biển, tất cả các pháp mà Đức Thế Tôn nói ra không có pháp nào hơn pháp nào. Trong bất cứ quyển kinh nào Đức Thế Tôn cũng dạy pháp môn này là vua của các pháp. Kinh Pháp Hoa cũng nói thế, kinh Kim Cang cũng nói thế, rồi kinh Lăng Già cũng nói thế. Có bộ kinh nào nói khác đâu. Nói, kinh này là kinh của vua của các kinh. Tại sao vậy? Để cho Phật tử chúng ta này, là những cái loại cơ bằng cứng đầu, can cường, khó độ. Nghe cái câu đó ham mới nhảy vô mới chịu học phải không? Nghe nói cái câu cái kinh này là vua của các bài kinh hàm lắm. Hồi xưa chúng tôi mới đi tu cũng vậy, nghe nói vua của các bài kinh là đọc cái kinh đó không đọc kinh khác đó, đọc vua là ngon rồi phải không? Nhưng mà sau rồi ngộ ra một điều là tại vì chúng sanh nó mê, nó hàm, cho nên nó Đức Thế Tôn mới phương tiện ngài nói thế thôi. Giống như trong kinh Pháp Hoa, nó ở trong nhà lửa kêu nó ra, nó đâu có ra, cho nên phải bày ra ba thứ xe. Xe bò, xe dê, xe hưu. Tức là đặt tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, kim cang thừa. Cái thừa nào thì cũng thua một thừa. Quý vị biết thừa gì không? Phật thừa à. Bây giờ có nói là tiểu thừa, đại thừa, kim cang thừa thì cũng thua Phật thừa. Tại sao vậy? Nguồn gốc của đạo Phật xuất phát từ bên Ấn Độ, nó truyền sang thế giới bằng hai con đường. Con đường thứ nhất đi theo Miến Điện xuống Thái Lan, xuống Campuchia, xuống Lào bằng con đường tơ lụa. Người thứ những người đi buôn bán tơ lụa đó, nó mang theo kinh sách. Và một con đường đi sang Trung Quốc qua cái dặn Hy Mã Lạp Sơn, đi sang Trung Quốc rồi đi vào Tây Tạng, Tibet, Mông Cổ đó, rồi đi xuống Nhật Bản rồi đi ra các nước khác cũng theo con đường tơ lụa. Vì cái vấn đề thương mại cho nên người ta mang theo nó có cái nhân duyên như vậy. Thế thì bây giờ điều thứ nhất là chúng ta biết rất rõ chỉ có một nguồn gốc thôi, tức là từ bên Ấn Độ do Thái tử Tất Đạt Đà. Sau này khi chứng đắc chúng ta gọi là Phật, ngài Cù Đàm, có thế thôi. Giáo lý của ngài thì chỉ có một vị, đó là vị giải thoát, tức là buông xả, không thấy ngã, không chấp ngã, không chấp pháp và cũng không chấp kiến, buông được ba cái đó thì thành tựu. Tại vì ở ba cái đó nó làm cho phiền não, mà hết phiền não thì chính là A-la-hán. Liễu trừ cái sự phiền não là chính là A-la-hán thôi. Mà muốn đó thì nó ở chỗ nào? Từ nơi sáu căn. Niệm Phật thì phải niệm nơi sáu căn. Con mắt nhìn là niệm Phật. Thế niệm bằng miệng không thua gì đâu. Bảo đảm với quý vị. Quý vị thấy thầy Trích Trí Thoát á, thầy niệm Phật mà ai cũng mê mua mấy cái đĩa. Có nhiều Phật tử mua cứ mở tối ngày. Thầy tụng kinh hay lắm, nhưng mà niệm Phật bằng máy cassette thì không có siêu thoát. Bằng chứng là máy cassette nó không có thành Phật. Ba quý vị, cho nên khi quý vị niệm Phật là niệm nơi sáu căn, thấy con mắt, thấy tai nghe, biết cái lỗi của tai, lỗi của mắt, niệm Phật ngay cái chỗ đó thì là buông xả. Ngồi thiền cũng thế, ngồi thiền nhắm mắt thì xin ra tưởng. Hàng ngày mình va chạm rồi, lúc mình ngồi thiền xuống là lập tức có tưởng. Buông được cái tưởng nó không dễ đâu, nó hết tưởng này nó tưởng kia, nó cứ dồn dòng hoài à, nó như sóng thủy triều á, nó lên nó xuống. Cho nên á, chúng ta quán tưởng, ta biết thực tánh của các pháp đều như nguyên không thật, do duyên sanh nó thành, thì ngay chỗ đó lìa. Mật tâm cũng vậy, nương theo trì chú, nương theo cái quán tưởng có Đức Phật ở trên á, chiếu hào quang xuống cho mình. Bây giờ hỏi quý vị, nếu mà Đức Phật có thiền chiếu hào quang xuống, quý vị có dám đứng dậy không? Chạy mất tiêu à? Cẩn thận nha, không chắc đã là Phật thật, nhiều khi là ma. Quý vị còn nhớ câu chuyện của ngài Tứ Tổ không? Ngài Tứ Tổ, ngài giảng, ngài đã chứng A-la-hán rồi, ngài chứng Phật luôn rồi. Ngài giảng đây là
cả cái thành phố đó nó đều tới, nó nghe cả 100,000 người. Cái tự nhiên tới một bữa nọ ngài thấy ủa sao nó không có ai nữa, nó giống như cái chùa Linh Sơn còn có đông chừng 20-30 người vậy. Nó buồn quá, cái ngài mới nhắm mắt, ngài ngồi thiền, ngài quán chiếu, ngài thấy à có cái con ma nó chuyên môn nó đi vào trong đầu người ta, nó xúi xúi đi cờ bạc, đi casino, đi ăn, đi nhậu, từng nghe cái ông sư nó nói chuyện đó. Ngài tứ tổ, ngài nghe, ngài quán chiếu, ngài biết, ngài mới dung cái con ma đó lại, ngài cho nó sông chuối. Nó thấy sông chuối đẹp quá, nó đeo vào cổ. Khi nó vừa mới đeo vào thì lập tức nó biến thành đầu lâu, rồi xương, rồi giòi. Nó gỡ ra gỡ không được, nó bay lên trời, nó kiếm con ma chúa, nó nói giờ gỡ dùm ma chúa nó không được, cái này phép Phật, phải kiếm cái pháp Phật mới gỡ được. Cái nó xuống nó năn nỉ với ngài tứ tổ. Tứ tổ nói ba cũng gỡ không được nữa, nhưng mà ta có cách, nếu nhà ngươi đồng ý thì ta gỡ dùm. Tứ tổ mới nói bây giờ có một cách, ta cũng gỡ không được, nhưng mà có một cách ta chỉ ngươi là ngươi phải thọ tam quy, tức là quy Phật, quy pháp, quy tăng. Thì nó đồng ý, nó chịu không nổi mà, nói thôi giờ tam quy thì tam quy, mà nó thọ tam quy xong cái tự nhiên cái sâu chuỗi rút mất. Thế thì quý vị thấy cái phép mà phép Phật nó rất là vi diệu. Khi chúng ta thọ tam quy thì tự nhiên tất cả những cái nghiệp chướng á, nó cũng theo đó nó được hóa giải. Pháp Phật rất là vi diệu chỗ đó. Mà cái nó mới nói con lại tổ, cảm ơn tổ. Cái tổ mới nói ta có một điều, ta giúp ngươi rồi, nhưng mà bây giờ ngươi giúp ta một điều là ta không được sanh ra vào cái thời Đức Phật, ta không biết Đức Phật và các thánh tăng như thế nào. Mà ngươi là ma thì chắc chắn là cái hồi đó ngươi có mặt rồi, bây giờ ngươi cho ta nhìn được không? Mà ma nói ô cái chuyện đó dễ ợt, tưởng gì chứ ngài muốn chuyện gì, mà ngài muốn chuyện đó con biết ra mấy hồi, nhưng mà con giao hẹn với ngài, con biết ra là ngài không được đảnh lễ, nếu ngài đảnh lễ là con tổn thọ, tại ma nó biến ra mà. Thế rồi á, ông đồng ý, ông nói ta là tổ mà làm gì có chuyện ta đảnh lễ ma, nhà ngươi nói vớ vẩn, đi vô đi, vô rừng. Nó biến vô rừng. Rồi một hồi cái tự nhiên ngài thấy ở trong rừng đi ra Đức Phật với 1,200 vị thánh qua là thánh tăng hào quang sáng, rồi mặc áo y vàng này kia đi đứng nghiêm trang. Cái tự nhiên ngài vừa mới nhìn thấy cái, ngài quỳ xuống ngài đảnh lễ, tứ tổ quỳ xuống đảnh lễ, con ma nó biến mất liền, nó lại nó rầy. Nó nói con đã nói với tổ trước, con giả ra như vậy mà tổ còn đảnh lễ. Tổ cười. Thế quý vị học được cái gì trong bài học đó? Ngay cả tổ là vị đã chứng đắc mà hàng ngày á biết rất rõ là việc làm của mình, thế mà khi thấy cái biến ra của con ma đó, biến ra Đức Phật và tăng các vị thánh tăng còn quỳ xuống đảnh lễ. Tại sao vậy quý vị? Vì tạp khí, hàng ngày thấy Phật là cung kính. Chúng tôi cũng vậy, hàng ngày thấy Phật là lạy, thấy tượng Phật chỗ nào cũng lạy hết trơn. Rồi bây giờ đó, nếu nó giả ra làm sao biết được? Cái tạp khí của mình quen rồi, quan tâm. Tự nhiên là, thì tứ tổ cũng bị như vậy. Tức là hàng ngày đều cung kính với Phật, thấy tượng Phật, thấy Đức Phật là cung kính, cái tâm cung kính là có sẵn. Cho nên mặc dù con ma nó giả ra cũng vẫn lạy, nó hết hồn nó biến mất. Nhưng mà tại vì tứ tổ thì nó biến mất. Nhưng còn chúng ta này nè, mà chúng ta cứ tưởng là nó biến ra thiệt, là chúng ta tưởng thiệt, chúng ta cứ theo nó riết thì chúng ta làm bậy. Nó xúi mình làm bậy thôi. Chứ làm gì có Phật mà cho cái này cho cái kia. Phải không quý vị? Phật cho trí tuệ. Cho nên chúng ta là người tu Phật, chúng ta phải hiểu rõ các cái điều Phật dạy. Ở trong kinh Nikaya Đức Thế Tôn nói rất rõ, kẻ nào tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Cho nên chúng ta hành trì như thế nào thì tùy. Tin phải hiểu, rồi hành trì chúng ta mới đưa tới cái sự giải thoát rốt ráo. Và đạo Phật chỉ có cái vị giải thoát thôi, chứ không phải là xin thêm cái này xin thêm cái kia. Giải thoát là buông xả. Bởi vì trong bài Tâm Kinh nó có câu cuối cùng á, có cái câu là không chứng đắc, không thêm không bớt mà cũng không chứng đắc. Làm gì có cái chỗ làm chứng đắc? Nếu có cái quả vị A-la-hán để mà chứng đắc thì quả vị ấy có tên à? Mà nếu có tên có hình tướng, tức là hữu vi. Hữu vi thì sanh diệt không thật. Nó phải là tự nhiên thông dong tự tại. Còn nếu cái gì hữu vi thì đều bị sanh diệt hết.
Mà sanh diệt thì đâu phải cái pháp chúng ta muốn tu. Ta vượt ra khỏi cái chỗ sanh diệt mình. Cái tâm mà chân tâm thường trụ là bất sanh, bất diệt. Đấy. Nên ngày hôm nay thì tới đây chia sẻ với quý vị với cái đề tài là trăm sông đổ về biển. Quý vị tu cái pháp môn nào cũng vậy, chỉ có Phật thừa. Mà Phật thừa thì trước khi Đức Thế Tôn nhắm mắt nhập niết bàn, Ngài nói lại ở trong kinh Di Giáo, Đức Thế Tôn nói cho Ngài A Nan và tăng chúng: các ngươi hãy lấy giới luật làm thầy. Đức Thế Tôn không nói lấy chùa, lấy ông thầy nào làm thầy đâu. Các ngươi hãy lấy giới luật làm thầy, cho tới khi nào các ông bước qua bên kia sông, qua bên bờ sông sanh tử, còn bên đây thì tiếp tục phải lấy giới luật làm thầy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì, Đức Thế Tôn nói: hãy tự thắp đuốc mà đi, hãy tự làm cái hải đảo của chính mình, tự thắp đuốc mà đi. Đức Phật sau 49 năm đi hoằng pháp mà Ngài còn nói ta không nói gì cả, những điều ta hướng dẫn chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng và bè qua sông mà thôi. Người hành giả khi đã thấy mặt trăng thì quên ngón tay, mà người hành giả đã đi qua bên kia sông thì hãy vứt bè đi, chánh pháp còn phải bỏ. Cho nên đừng có cứng ngắc nói cái pháp môn này là thù thắng, pháp môn kia là thù thắng. Không có cái pháp môn nào thù thắng hết á. Nó chỉ là phương tiện để đưa người hành giả qua bên kia sông. Thế qua bên kia sông là sông nào? Sông nào? Quý vị nghĩ sông Mê hả? Quý vị nghĩ sông Mê chứ gì? Ở trong chùa chúng tôi thấy chỗ nào cũng có một câu: hồi đầu thiên ngã, quay đầu thấy bờ. Ủa? Hồi nãy chúng ta nói vượt sông Mê qua bờ giác. Nay á, chùa lại nói câu: hồi đầu thiên ngã, quay đầu thì thấy bờ, tức là cái bờ ngay dưới chân. Thì có đi đâu mà cần phải vượt? Bờ ngay dưới chân, cần gì phải quay vượt? Chỉ cần buông tham sân si, buông phiền não, thấy rằng các chấp trước đều không thật, buông các cái chấp trước, chấp ngã, chấp kiến chấp và pháp chấp, thì tự nhiên là thanh tịnh ở ngay chỗ ấy, gọi là pháp môn tịnh độ. Ở ngay chỗ ấy gọi là cảnh giới định của thiền, và ở ngay chỗ ấy gọi là cõi cực lạc, cõi an lạc nhất, cõi Phật. Ở trong cái Phật tánh của mình an trú trong ấy là thường là ngã tịnh. Lúc Đức Thế Tôn mới thuyết pháp thì Ngài nói cho năm anh em Kiều Trần Như cái bài Tứ Diệu Đế. Đức Thế Tôn nó khổ, vô thường, vô ngã, bất tịnh. Nhưng mà khi nói tới cái bài, nói tới cái lúc mà Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, Ngài thuyết kinh Đại Bát Niết Bàn, Ngài nói thường lạc ngã tịnh. Những cái sự biến dịch, sanh diệt chẳng qua là phương tiện. Các vị vì nghiệp lực cho nên phải đầu thai vào đây, vì nhân duyên cho nên gặp ông này bà kia kết nghĩa vợ chồng, vì nhân quả cho nên phải vay phải trả. Nhưng các cái việc chúng ta làm giống như đóng tuồng. Đóng tuồng làm cha, đóng tuồng làm thầy giáo, đóng tuồng làm vợ, đóng tuồng làm em, đóng tuồng làm chị, đóng tuồng làm con. Chu toàn cái vai trò của mình. Đóng giỏi hay dở là đóng tuồng, mà giỏi hay dở là do mình đó, phải không? Khi mình được rất là trong cái tình trạng vai trò là con thì phải đóng cái đạo hiếu, tức là đóng cho tròn cái vai trò đó. Mà hết đóng tuồng rồi thì sao? Thì trả áo lại đi chơi, chứ không lẽ cứ ở mang cái áo tuồng đi ra ngoài phố vậy, phải không? Cũng như thế, chúng ta sinh ra đây là cái vai trò chúng ta phải đóng, vì nghiệp lực chúng ta vào. Bán vé rồi thì khán giả nó tới thì mình phải vô đóng tuồng thôi. Cũng như thầy nói 3 giờ thầy giảng thì thầy phải xuống đây thầy giảng. Có khán giả không có khán giả cũng vẫn phải giảng. Quý vị cũng vậy, vì nghiệp lực quý vị vào đây, đóng cái vai trò đó thì đóng cho tròn, đóng xong rồi đi. Tức là cái thân này là giả, nhà cửa cũng là giả, đó là cái đồ đóng tuồng, hát xiệt cái mà hát tuồng thôi. Rồi khi đi thì buồn hẹn, có cái gì mang theo. Vậy chứ mà cũng còn tiếc lắm, phải không quý vị? Cách này khoảng chừng 2 năm, 3 năm, chúng tôi có một người đệ tử ở bên Mỹ này nè, mà lúc bây giờ chúng tôi đang ở Hồng Kông. Mấy đứa nhỏ nó nói
thầy ơi, mẹ con sắp chết mà 7 ngày nay bà cô không đi, bà cũng nói cứ gọi thầy minh tâm. Giờ thầy đang ở đâu, chúng con mua vé thầy đi. Vé giá nào con cũng mua được. Nó 7-8 đứa con, đứa nào cũng giàu lắm. Nó nói thầy ở đâu thầy phải tới. Nói được, tụi bay mua vé đi thầy tới. Bà ở California hỏi chứ tới nơi hỏi bà cụ chứ sao bà chưa đi. Đời là vô thường, bà tu học tôi hướng dẫn bà hoài, đừng có trách chi. Bà đóng vai vai trò là mẹ, có mấy đứa con nó có hiếu. Thì có hiếu thì bà cũng đi, sau này tụi nó cũng đi luôn, có đứa nào ở ngoài đâu. Mà bà luyến tiếc chi. Bà khèo khèo tay tôi á, bà lấy ngón tay bà khèo khèo tay, cho tôi biết rồi. Ghé tai nghe, tại bà nói nhỏ nhỏ mà. Bà thấy con Nguyệt nó còn thiếu, tôi 10 lượng bà. Hỏi cái tôi đâu có biết là ai. Thế tôi mới quay lại tôi hỏi cô nào tên Nguyệt. À thì ra con dâu. Hỏi hồi xưa cô mượn của mẹ là 10 lượng vàng có đúng không? Cô trời, cô nước mắt rất như mưa. Cô nói con 10 năm trước con có mượn mà con quên, con nghĩ là mẹ cho. Bà cô nói cho mượn đâu có cho đâu. Đem xuống lấy 10 lượng vàng lên đây. Đưa 10 lượng vàng á, tôi mới khuyên bà cụ đưa tay vào bà cụ bạc cường cái bà đi mất tiêu. Tức là tức, không phải bà tiếc 10 lượng vàng mà bà tức, bà nói cái con nhỏ này nó mượn tiền của tôi mà nó không chịu trả, tức chứ không phải là tiếc 10 lượng vàng. Thế thì cái gì? Cái tức đó nó cũng là vị tế, nó cũng làm cho con người ta đau khổ. Cái thần thức của chúng ta khi mà chúng ta chết đó, lập tức cái thần thức nó bước ra. Hàng ngày chúng ta huân tập như thế nào thì nó phát triển ra một cái tánh gọi là khao khát. Cái đó nó sẽ dẫn chúng ta đi trong sanh tử. Nếu chúng ta giờ buông xả hết thì tới cái ngày đó nó không có cái gì để vướng mắc nữa thì nó đi mất tiêu rồi. Như hồi nãy Đức Phật dạy trong kinh rồi đó. Quý vị không muốn sanh thiên cũng sanh thiên. Làm 10 điều thiện, buông 10 điều ác, thân khẩu ý đều giữ thanh tịnh, giới luật đều giữ thanh tịnh thì đi sanh thiên. Rồi bây giờ chúng tôi nói bánh tát nè. Trong sông đổ về biển. Đạo Phật á, mà muốn hành trì thì phải thọ tam quy ngũ giới, giữ được năm giới. Năm giới đó phải áp dụng trong từng sát na, trong từng thân khẩu ý. Thì bất kể quý vị niệm Phật, ngồi thiền hay là trì chú, nó mới được sự thanh tịnh. Và ngay chỗ sanh tịnh đấy thì mới thấy được cái chân tâm thường trụ của mình. Và như vậy thì mình không muốn đi cũng phải đi thôi, không muốn về trời cũng phải về trời thôi. Không? Cũng giống như là khi có mấy bác mà đi vượt biên bị người ta vứt lên tàu, không muốn đi cũng bị đi, phải không? Ở đây có ai có kinh nghiệm bị đi chưa? Đấy thì nó cũng giống như vậy đó. Thế giống như là khi mình cứ ăn ở hiền lành, buông bỏ điều ác thì tới lúc đó bị sanh thiên. Không muốn nó cũng lồi lên, không cách gì mà lôi xuống được, tiếc con nó cũng kèo đi, phải không? Thế thôi chúng ta ráng chúng ta giữ giới. Nào thế thì bây giờ nói giới nè. Trước khi kết thúc chúng tôi nói giới rất là quan trọng. Quý vị hành trì trong tâm sát na và thân khẩu ý. Có nhiều vị nói rằng là con thọ giới rồi, thầy giúp cho con năm giới tụng kinh là con thọ được, con mừng lắm. Giống như là được cái bảo bối á. Không phải đâu. Quý vị á, mà lên chùa tụng kinh giữ giới, kể cả quý thầy á, mà cạo đầu thọ, nói thọ giới cũng túc này kia. Thọ giới đó tức là cái cam kết đối với Phật rằng kể từ nay trở đi con là con người mới, con sẽ giữ cái giới đó chứ chưa có gì hết. Hai tay trắng, chưa có một miếng gì hết. Cho tới khi mình hành trì, mình giữ được giới thì mỗi ngày nó tích lũy một đồng xu, đồng cắt này kia nó ở trong tay. Chứ đừng có nói là con lên đó, con được ông thầy đó, ông cho con thọ giới là con được đắc giới. Không có đắc cái gì hết á, tay không à. Mình đã làm gì đâu. Cho tới lúc nào mình giữ giới, biết bố thí, biết thương người, biết làm điều phải thì tự nhiên nó có đồng xu đồng cắt ở trong tay ấy. Cái phước đức của mình nó mới có, phải không? Chứ đừng có quan niệm là ông thầy đó, ông giúp cho con nó, con thọ tam quy ngũ giới, con là đệ tử của ông. Chúng tôi nói rõ cho quý vị nè, quý vị là đệ tử của Phật. Quý thầy chỉ là những người đi trước, giống như ông thầy giáo ở trong trường làng á, hướng dẫn quý vị thôi. Còn quý vị khi hết học trường làng thì lên trường đại học thì quý vị kiếm một thầy khác học, rồi quý vị tốt nghiệp thì quý vị tự dạy lấy. Nếu quý vị đậu tiến sĩ rồi có cần ai dạy nữa không? Không, tự mình dạy lấy, phải không? Cho nên Đức Thế Tôn mới nói hãy tự thắp đuốc mà đi. Quý vị nương nhờ những cái lời chúng tôi khích tấn, rồi quý vị tìm ra cái của quý vị và quý vị phải thực hành cái điều đó, rồi quý vị thành tựu trong cái của quý vị. Quý vị là đệ tử của Phật,
chứ không phải đệ tử của thầy này thầy kia. Không phải, nghĩ vậy chết, dính mắc kẹt, phải không? Kẹt này cái chỗ đó là dính mắc, chấp ngã, ngã sợ, phải không? Làm gì có thầy nào của tôi, nó ông xã của tôi nghe còn có lý, nó thầy của tôi là kẹt lắm, phải không? Nhiều khi bị ghen, cũng kẹt lắm, nhưng mà gần đâu, tôi cũng biết nhiều chuyện đó lắm. À, rồi á, nhà của tôi, xe của tôi, còn tu sĩ thì sao? Chùa của tôi, đệ tử của tôi, kẹt cứng hết, phải không? Cho nên đạo Phật là buông. À, chúng ta phải thọ tam quy ngũ giới, chúng ta phải giữ giới và chúng ta phải biết rất rõ giới là gì. Giới là cái điều chúng ta cam kết với chư Phật. Kể từ ngày hôm nay con làm cái con người mới, con người cũ đã chết rồi. Con người mới con sẽ làm theo những cái điều con hứa, năm giới con giữ như thế này, thế này, thế này. Đó là mình hành trì. Cho tới khi nào mình thành tựu rồi thì đồng xu, đồng cắt nó nằm trong tay, phước đức nó nằm trong tay là do giữ giới. Chứ không phải ngay cái lúc mà mình lên mình thắp nhang rồi cái mình thọ giới là mình đã được cái gì? Chưa được cái gì hết á. Trong không hai tay không à, không có gì hết á. Đừng có nói kể cả cạo đầu như thầy á, mà ngày đầu tiên cạo đầu có nhiều người nói được đắc giới. Đắc cái gì? Hai bàn tay không, tham sân si còn nguyên. Cho tới khi nào tu mà buông được hết rồi thì mới đắc chút xíu, không? Mà từ cái chỗ buông được hết rồi thì quý vị thấy nó màu nhiệm chỗ nào phải không? Buông được hết tất cả tham sân si, tức là bỏ được cái đám mây rồi thì thấy mặt trăng. Tức là cái chân tâm của mình, mà cái chân tâm đó lạ lắm quý vị. Nhìn thấy nó biết ngay à. Nhìn thấy biết trong đầu người ta nghĩ cái gì, có tiền kiếp làm sao đấy. Chúng tôi tu mấy chục năm rồi mà chưa có thấy được cái gì đâu. Nhưng mà đã có một người đệ tử chúng tôi tu thiền, chúng tôi hướng dẫn. Cách này chừng 2 năm, anh ta tới, anh ta quỳ khóc với chúng tôi. Tôi hỏi chuyện gì, nó còn thấy rồi, thấy cái gì? Anh ta vào được trong cái cảnh giới nhị thiền á, cho anh ta phát hiện ra bà mẹ, bà vợ mà đang ở với anh ta đó, kiếp trước là mẹ của anh ta. Nó khóc nó đổ lệ, nó hối hận, khóc đổ lệ và bỏ cạo đầu đi tu luôn, không dám nghĩ gì nữa, tại vì ái nhiễm. Cho nên kiếp trước là mẹ con, kiếp nay là chồng vợ, đau lòng như vậy. Nhưng mà khi ông chứng được cái vào cái nhị thiền á, tự nhiên ông thấy. Ông thấy, ông hết hồn, mồ hôi đổ xuống, khóc ròng, hối hận, đi tu luôn. Cho nên đó, cái gì làm cho người ta thấy được như vậy? Niệm Phật cũng thấy vậy. Khi nào rơi vào trong cái cảnh giới gọi là chân tâm thường trụ, thiền cũng vậy, mà mật tông cũng vậy. Nó chỉ là phương tiện người hành giả quay về với cái chân tâm để thanh lọc những cái dơ giấy bên ngoài, bụi bặm này kia thôi. Cho nên quý vị tu cái nào thì cũng được, chọn cái nào cho mình thích hợp. Đừng có thấy người ta tu theo mật tông rồi mình cũng chạy theo mật tông, mình nói mật tông nó trì chú được cái này cái kia, nó không có được cái gì hết á. Nếu mà được cái này cái kia là thêm phiền não, cái đó là ma cho chứ không phải là Phật cho. Phật không bao giờ cho cái đó đâu. Quý vị tin đi, quý vị đem chuối lên quý vị cũng Phật đó. Quý vị nói Phật con cũng Phật, Phật con xin này kia. Quý vị thấy chúng tôi để ý có nhiều vị á, mang đầy chuối, mang cái mâm bánh trái này kia được các thứ lên, đáng chừng 50 đô. Mà xin á, xin có những thứ tới cả hàng 500 ngàn đô, xin nhà, những này kia đủ các thứ. Rồi có nhiều vị còn nói lại Phật á, cho con một cái chỗ ở trên Niết Bàn. Tu thì không tu, mà đem chuối lên, con đẩy chuối rồi xin Phật con muốn chỗ ở Niết Bàn. Có phải là thương lượng cái này hơi quá phải không? À, quý vị đấy, bí vây hoài à. Thế thì cái tâm đó là do gì? Tâm tham. Ngay cái lúc mà mình cầm cái này chuối lên mình cúng mà mình khởi tâm tham. Để kết thúc, chúng tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện ngắn. Vào thời Đức Thế Tôn đó, có một trong lúc Đức Thế Tôn đi hành trì thì có một cái gia đình đó, ông gọi là ông Sư Chất. Trong kinh Pháp Cú có nói rất rõ, ông có con, cho nên ông lại ông năn nỉ Đức Thế Tôn đó, ông cứ về đây, ông sẽ có đứa nhưng mà nó sẽ đi tu. Cái đứa bé sinh ra nó lạ lắm, tay nó rờ tới cái bát đó là tự nhiên có đồ ăn rất là ngọt, đồ ăn nó biến thành ngọt thế. Rồi cái nó lớn lên đi theo Đức Phật đi tu chứng A La Hán, mà mỗi một lần ngài tung cái bình bát lên đó, ngài hứng bình bát xuống là mật ong ở trong đó. Cái Đức Phật, cái chư tăng mới hỏi Đức Phật, tại sao duyên cớ gì mà cái ông đó,
ông lại có cái tài đặc biệt như vậy. Đức Phật mới nói: các ngươi không nhớ à, trước đây mấy chục năm á, có một con khỉ, trong lúc ta đứng ngồi, đang ngồi ở bìa rừng, nó có một con khỉ, nó lại nó xin bình bát của ta, nó đi nó lấy mật ong, nó đổ đầy cái bình bát. Và vì nó đem cúng dường cái mật ong đó bằng cái thiện tâm, ngài nói đó, bằng cái thiện tâm, tức là cái tâm cung kính, cái tâm không vụng lời, nó chỉ mong Đức Phật hưởng cái đó là nó hoan hỷ rồi. Thì lập tức á, nó nhờ cái chỗ thiện tâm đó mà nó bỏ cái kiếp khỉ, nó đồng thai làm người. Rồi cũng chính vì nó có cái thiện tâm cúng dường cho Phật mật ong á, cho nên á, chỗ nào nó rớt tới là đều không mật ong. Tên của ông là Mật Thắng, ở trong kinh có chép rất rõ. Thì quý vị thấy cái vấn đề quan trọng không phải là cúng dường, mà điều quan trọng là dùng cái thiện tâm để cúng dường, dùng cái thiện tâm để cúng dường, tâm thanh tịnh của mình để cúng dường. Cho nên làm các việc ngồi thiền trì chú niệm Phật đều phải lấy cái thiện tâm, khởi lên một niềm mong cầu, nói rằng con cố gắng niệm Phật để con về cực lạc, con nói với Đức Phật A Di Đà, con sẽ niệm Phật theo lời ngài dạy, nhưng ngài đã hứa trong kinh là ngài phải giữ lời, tới lúc con nhắm mắt ngài phải rước con nha. Thì cái chuyện đó là gọi là mộng, thì cái chuyện đó là thua rồi, phải không quý vị? Cho nên niệm Phật thì cứ niệm Phật, giữ giới nhưng đừng mong cầu. Ngồi thiền cũng vậy, ngồi thiền mà mong cầu là được sơ thiền, được buông bỏ, tự nhiên nó buông mình huân tập riết tự nhiên nó buông. Còn nếu mà trường hợp cố gắng mà mong cầu thì đều là vọng, vọng thì đưa tới điên đảo, mà sống trong điên đảo thì chết điên đảo. Rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày nay chúng tôi có ít giờ, đúng là chương trình tu học cả ngày nhưng mà không có đủ duyên, thành thử ra ở đây các vị trong ban trị sự thay đổi chương trình, nói thôi học ít thôi, thì chúng tôi cũng chấp hành đi như vậy, cũng ít thì cũng xuống. Nhưng bữa nay thấy quý vị cũng tu học tinh tấn như vậy cũng rất là tán thán, cũng rất là mừng. Biết là thả ít như vậy mà toàn là hộp xoàn, hộp xoàn này nó quý hơn là mấy hạt cát, phải không quý vị? Thôi kệ, ít nhưng mà hộp xoàn tốt hơn. Thì có một chút quà Pháp gửi đến quý vị để quý vị suy gẫm trong cuộc đời tu học của mình, làm cái hành trang trên con đường tu học, quản lý nơi sáu căn, giữ giới, thân khẩu ý thanh tịnh, bấy nhiêu là đủ rồi. Nếu quý vị giữ được năm giới thì bảo đảm quý vị là sanh thiên, chứ không có gì hết. Thân khẩu ý mà giữ năm giới, chúng tôi còn chưa giữ được nữa. Nhiều lúc còn nghĩ nữa, dòm thấy cái cục ham vậy, thấy người ta đi chiếc xe mới tỉnh, nó ủa xe mới vậy. Thế là khởi niệm tham. Nhưng mà chúng tôi khác hơn quý vị chút xíu, quý vị lo chạy đi làm overtime kiếm tiền để mua chiếc xe. Còn chúng tôi tu, chúng tôi biết cái đó là giỏi, cái đó buông, là thôi không chạy theo nữa. Chứ khởi chứ sao không khởi, mắt nhìn thấy sao không khởi, thấy chiếc xe mới là ưa thích. Nhưng mà buông liền, biết cái đó là địa ngục, dính vô là địa ngục. Đấy, còn quý vị thì phải chạy đi kiếm tiền để mua nó, thì cái đó mỗi người có một cái suy nghĩ, mỗi người có một cách hành trì, phải không? Kênh như hướng nào thì lúc sống thì lúc đổ, chết nó đổ về hướng đó thôi. Đấy. Thì, quý vị có câu hỏi nào không? Chúng tôi còn có mấy bữa nữa chúng tôi trở về rút. Mà cái nhân duyên đó là chúng tôi cũng chưa chắc là nhân duyên quay trở lại. Suốt trong một tháng vừa qua chúng tôi có tổ chức cái khóa tu, gọi là khóa tu thoát ly sanh tử luân hồi, giảm về nghiệp, về vô thường, về nhân quả, về bồ đề tâm. Chúng tôi có thâu lại đĩa khoảng chừng 60 đĩa các bài giảng, thâu hình, thì cũng nhờ bác Tâm Tịnh, quý vị có biết bà Tâm Tịnh không, ở chùa Linh Sơn ở Houston á, bà cũng thực tế lắm, phát tâm bồ đề mà mua cái máy này nè, mua đó cúng dường để mà thâu hình, cho nên nó có hình lưu lại, thì 60 đĩa. Và bây giờ con mấy đứa con kết nghĩa của bà đang bơm nó ra, đang chép ra, thì hy vọng là sau này sẽ gửi biếu các bác để xem. Là trong một tháng mỗi một ngày chúng tôi giảng hai bài, sáng một bài chiều một bài, và cũng xoáy quanh về vấn đề thoát ly sinh tử luân hồi, thì gói ghém tất cả các kinh điển ở trong đó, các pháp hành trì cũng đều trong đó. Thành thử ra nếu các bác có dịp thì đợt nó xong là chúng tôi sẽ đề nghị bác Tâm Tịnh gửi đại biếu các bác xem nghe, rồi cái nào không hiểu thì nếu chúng tôi còn sống các bác cứ gửi email
rồi chúng tôi biết thì chúng tôi trả lời, còn không biết thì chúng tôi làm thịt luôn. Đúng không? Còn hãy từ thấp rút mà đi mà, Phật nói hãy từ thấp rút mà đi. Mà cũng không có cái điều gì mà Đức Phật cam kết là trả lời, phải không? Có những người tới đệ tử Đức Phật nói Đức Phật không dạy con điều này, Đức Phật không dạy con điều kia. Đức Phật nói hồi ông nhập gia đoàn tăng đoàn đó, ta có hứa là ta dạy cho ông cái điều đó đâu, phải không? Cho nên cái gì mà quan trọng là trong vấn đề giải thoát, thoát ly ra khỏi sanh tử luân hồi thì Đức Phật dạy. Còn những thứ khác á, thì Đức Phật nói giống như cái lá trong rừng á, nó không ích lợi. Nên Đức Phật chỉ dạy trong lá trong tay thôi. Cần là chúng ta cần gì? Buông tham sân si, giữ năm giới, thân khẩu ý thanh tịnh, sáu căn đều thanh tịnh thì xong. Coi như việc lớn đã xong rồi. Thế thì đừng có nghĩ là ở cái chùa này linh, cái chùa kia không linh, ông thầy này giỏi, ông thầy kia không giỏi. Tất cả chỉ là nhân duyên. Nhiều khi mình thích ăn cay ấy, thì mình đi với ông thầy này, thích ăn chua đi với ông thầy kia. Tại vì cái pháp nó thích hợp, phải không? Nhưng còn cũng đâu có ông thầy nào giỏi hơn đâu ông thầy nào. Tại sao? Tại vì chính mình là ông thầy của mình là minh sư nè. Mình mới độ được mình. Mình là cái người mà kêu bằng là Đức Phật nói là chúng sanh cứng đầu, can cường, khó độ. Chính là mình đây nè. Mình phải độ cái tâm chúng sanh của mình đó. Cái tâm mà cứng đầu đó. Vừa mới buông ra cái nó ham ăn, ham ngủ, đủ mọi thứ. Cái chân, cái mền nó khoái, nó đắp. Thế thì chúng ta tu tập làm sao để chúng ta hiểu được mình đang sống, đang làm cái gì. Thì ngay lúc đó dứt trường, dứt được hết tất cả những cái phiền não. Làm thì biết mình đang làm. Bởi vậy Ngài Trần Nhân Tông mới nói là đói ăn khát uống mệt ngủ. Nhưng mà cái đói ăn khát uống mệt ngủ của một vị đã liễu tri, nó khác hơn cái đói ăn khát uống của một cái người phàm phu. Ăn là muốn nhận ăn ngon, còn cái đói là người ta chỉ cần bỏ cái gì trong bao tử nó đủ rồi, phải không? Mà nếu không ăn nữa cũng không sao. Trong khi là phải chạy lăng xăng đi kiếm, nó chỉ làm miếng ăn, nó chỉ làm khổ mình thôi. Thì ngày hôm nay có nhân viên gặp các bác, chúc các bác là tu học tinh tấn, buông bỏ tất cả những phiền não, sáu căn được thanh tịnh, mau mau thành Phật, đừng có đi về niết bàn chi. Niết bàn cũng là thành giả, thành tạm thôi, trong kinh Pháp Hoa nó là hóa thành, thành tạm thôi, mau thành Phật. Ngài Lục Tổ Huệ Năng ấy, lên gặp Vũ Tổ hỏi ông đến đây làm gì, thì Ngài Huệ Năng nói khẳng định: con đến đây xin Tổ dạy cho con cái cách làm Phật. Nói không tương nhược, nói rất rõ ràng: xin Tổ dạy cho con cái cách làm Phật. Thì nay chúng tôi cũng xin chuyển cái câu đó đến với quý vị. Tu là thành Phật, buông xả hết, thân là giả. Thân này như cái thùng phân biết đi, có hay ho gì đâu phải quý vị. Nói vậy chứ mà cũng có nhiều vị đã sau cái buổi giảng lên khiếu nại với chúng tôi: thầy cứ nói thế chứ con cũng biết thân nó là cái thùng phân biết đi. Nhưng mà tối mà con không có cái thùng phân mà nó nằm kế bên con ngủ không được. Cái thùng phân biết đi đó mà nó không ngủ kế bên con là con không ngủ được. Thế tôi cũng hiểu cái thùng phân đó là phân nào. Thôi thì công hiến quý vị ngày hôm nay vậy. Quý vị có câu hỏi nào không? Còn giải nghi chỗ nào nữa không? Trăm sông đổ về biển. Rồi, nếu quý vị không có câu hỏi thì chút xíu nữa hỏi cũng được. Chúng ta nên hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. A Di Đà Phật. Thành kính tri ân tất cả chư vị, cảm ơn quý vị đã đến nghe. Quý vị cũng rất là ưu ái, không ai đặt câu hỏi gì hết, cũng đỡ cho giảng sư nhiều lúc đặt ra khó quá, bí không biết trả lời, không có tờ. Thôi A Di Đà Phật, kính chào tất cả quý vị. Buổi thuyết giảng của Thượng tọa Thích Minh Tâm đến đây đã chấm dứt. Chúng con thành tâm cảm niệm công đức Thầy đã đến hôm nay ban bố cho hàng Phật tử chúng con một thời pháp rất là đầy đủ ý nghĩa cho chúng con tiến tu đạo nghiệp. Và chúng con toàn thể Phật tử có mặt ngày hôm nay thành kính kính chúc Thầy pháp thể khinh an, thân tâm an lạc. Và sau đây xin mời toàn thể Phật tử ở lại dùng chén chè
trước khi ra về. À, xin lỗi bác cho biết pháp danh của bác. Dạ bạch thầy, con là Diệu Nhàn. À, quý vị nãy giờ không có cho một tràng pháo tay cho Diệu Nhàn, không ra một tổ chức thường là sức nhân viên. Sao nhỏ vậy quý vị, cho một tràng pháo tay nữa đi. Cảm ơn quý vị nha, quan hệ ở lại dùng chè.